Rồi em chào cả nhà, các chị ơi, hôm nay tranh thủ vào live sale với em nha các chị. Hôm nay sale toàn bộ những sản phẩm mà hãy nói là kể cả hàng mới luôn nha các chị, giá cũng rất là rẻ luôn. Nhưng mà mình nhớ nha, tay mình săn ở trên bài live của em, đừng áp không có áp dụng bên ngoài đâu cả nhà. Tắt live là ngừng hết rồi nha các chị. Đây là chị nào mình thích mẫu nào nhớ tranh thủ đặt liền luôn giùm em. Và hôm nay vẫn sẽ có chương trình là gộp đơn 600 ngàn đồng trở lên là sẽ được miễn ship toàn quốc nha cả nhà ha. Rồi, các chị ơi, đầu live mình cho em xin một lượt chia sẻ trước đi ạ. Rồi thả tim, thả like nhiệt tình nè. Comment tương tác nhiệt tình với em nha các chị ha. Rồi hôm nay là các chị, em đầu tiên em lên trước cho mình một em đầm ren trước ha. Mỗi nắp mặt đây là 1689 nè cả nhà ơi. Em sẽ còn cho mình 3 size nha cả nhà. Mẫu này sẽ còn size M, size L, size XL và size 2XL nha. Hàng này là ren mềm nha các chị, ren siêu mềm luôn và co giãn thì nhiều. Co giãn 4 chiều cho các chị mình luôn. Nên là cả nhà thoải mái mái luôn, 70 75 kg có size vừa luôn nha các chị. Mã em đang mặc là 1689. Màu này lưu ý giúp em là màu đỏ, mà đỏ này nó sẽ thuộc tông màu đỏ mà đỏ tươi, nhưng mà nó sẽ không có đỏ chói đâu nha cả nhà ơi. Nó đỏ vừa vừa thôi nha các chị, nó đỏ dịu dịu thôi. Nên là dễ mặc lắm cả nhà ơi. Không có kén da, không có kén tủi luôn. Các chị lưu ý có một số điện thoại, các chị nhìn cái màu thực tế nó hơi bị, cái màu trên điện thoại nó hơi chói nha cả nhà. Đó là do độ phân giải màn hình điện thoại đó. Chứ cái màu bên ngoài nó không chói nha các chị, màu đỏ dịu thôi nha. Dễ mặc lắm. Rồi mẫu này thì hôm nay đặc biệt em chốt lên trên line này cho các chị mình luôn. Chỉ có giá 219.000 thôi nha các chị. 219.000 là giá đặc biệt ngay bây giờ. Còn bình thường em vẫn đang bán là 349 nha các chị. Rồi bây giờ em sẽ dành cho mình 3 phút ở trên live này thôi, mình được chốt sale với giá là 239.000 này. Chị yêu nào lấy mẫu này nhanh tay trong vòng 3 phút này, giá sẽ lập tức quay trở lại là 349 nha. Ai lấy mẫu này lên mã cho em 1689 kèm số điện thoại luôn, nhanh tay cả nhà ơi. Rồi các chị ơi, thắt lưng em đang mang TL41. TL41 này ngày hôm nay sắp chốt cho nhà mình chỉ có 55.000 thôi. Chị nào lấy thắt lưng này lên mã cho em nha, TL41 kèm số điện thoại. TL41 kèm điện thoại 55.000, thắt lưng kim loại, coi giãn rất là nhiều, ai cũng vừa luôn nha cả nhà ha. TL41 kèm điện thoại 55.000 nha cả nhà. Rồi, đầm em đang mặc mã cho em là 1689 nha. Trời ơi, đầm ren siêu đẹp luôn, phong dài hai lớp cho mình nha các chị. Ren này không hề nóng đâu, mặc mềm, êm, mát mẻ, co giãn nhiều, không ngứa ngáy, không khó chịu luôn nha. Rồi, mẫu này mình mặc dây khóa kéo phía đằng sau cho em nha các chị. Rồi, mã này lên cho em là 1689 kèm số điện thoại chốt ngày hôm nay cho các chị mình với giá chỉ có là 219.000 đồng. Chỉ có trong vòng 3 phút ở đây thôi, chị yêu nào lấy mẫu này nhớ chút ngay bây giờ cho em nha. Các chị ơi, ở đây thì hiện tại là em sẽ có thêm cho mình thắt lưng ngọc trai. Như các chị thấy đây, ở đây em có màu đen đây, màu đen lên mã cho em là TL10, hoặc là em có màu trắng là TL09 nha cả nhà ơi. Cái này là mình vừa làm vòng cổ được, mà mình vừa làm dây thắt lưng được các cả nhà. Rồi, ngày hôm nay em sale luôn thắt lưng nha cả nhà ơi. Lên mã cho em nha các chị ơi, TL09 là màu trắng, TL10 là màu đen. Hôm nay shop chốt cho nhà mình luôn 65.000 thôi cả nhà ơi, trong vòng live này thôi, không áp dụng bên ngoài nha cả nhà. Một cái thắt lưng như thế này bình thường các chị mua em đảm bảo luôn 170.000 đúng không ạ? Nếu chị nào mua rồi là biết rồi, 170.000 đây cả nhà ơi. 130.000 có, ở ngoài thị trường đang bán 140.000 có luôn. Nhưng mà đến với shop em ngày hôm nay lên cho mình một cái mức giá cực kiểu đãi. Giá này coi như là shop lên chương trình sale cho mình là chủ yếu là để cho các chị phối với đầm em bán kèm thôi, chứ không phải là lấy lời ở cái sản phẩm ở thắt lưng này đâu cả nhà ơi. Đó, chủ yếu thì mình mua về mình phối với đầm cho nó đẹp. Nên là các chị ơi, tranh thủ hôm nay mình săn thắt lưng liền, giá mi shop để lại cho mình giá như giá tặng vậy luôn. Lên mã liền cho em nha các chị, TL09 màu trắng và TL10 là màu đen. Giá chốt ngày hôm nay chỉ có 65.000 thôi. 65.000 nha cả nhà ơi, cái dây của nó sẽ là bằng sợi thép luôn, nên là nó sẽ chắc chắn cho mình nha cả nhà. Rồi, nhanh tay nha, sẽ có hai màu, màu trắng thì là TL09 và màu đen là TL10 nha cả nhà ơi. 65.000 thôi. 65.000 thôi cả nhà, nhanh tay lên đơn ngay bây giờ cho em nha. Đầm em đang mặc, chị nào lấy thì mình lên mã cho em là 1689 kèm số điện thoại ạ. 1689 giá em chốt hôm nay cho nhà mình chỉ có là 219.000 đồng. Giá bình thường bán là 349 nha cả nhà ơi. Em dành cho mình thêm 1 phút nữa để chốt thành công với giá là 219 thôi nha cả nhà. Qua 1 phút này em xin phép bán lại là 349.000 đồng nha các chị. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này nhanh chóng lên đơn ngay bây giờ giúp em nha cả nhà ơi. 1689 219k nè.
rồi TL thắt lưng, vừa nãy thắt lưng ngọc trai TL09, TL10 là 65k trong line này nha cả nhà. Đó, chị nào lấy thì mình lên đơn liền luôn giùm em ngay bây giờ nha. Rồi nhanh tay các chị ơi, 1689 kèm sinh thoại, 30 giây nữa ngừng sale qua mã nha. 30 giây nữa em ngừng sale qua mã này. Ai lấy mẫu này thì mình nhớ chốt ngay bây giờ cho em luôn. 1689 kèm sinh thoại. Rồi em lên mẫu nha. Đầm có màu nào nữa không mà chị, cái mẫu này à, để tí nữa em xem. Nếu mà có ren mà ren kiểu khác cơ chị. Ren kiểu khác nó không có giãn mặt, ren ren màu đỏ này nha. Đó, họa tiết khác luôn thì có gì tí nữa em sẽ lên sau cho mình nha. Rồi các chị ơi, em có mũ nha. Màu kem lên mã trên là mũ 01 nè. Màu kem mã trên mũ 01. Mũ có nha cả nhà ơi. Màu kem mã là mũ 01. Rồi em có thêm màu đen cho mình. Màu đen là mũ 02. Màu đen mũ 02. Rồi, chỉ có 80 ngàn thôi, một em mũ cói phong chuông vành rộng luôn cả nhà ơi, xịn sò luôn nha cả nhà. Cái này mình có thể gấp được nha, mình có thể gấp được nha cả nhà ơi. Đó, nó không có bị gãy phong, không bị mất phong đâu các chị. Rồi lên mã cho em mũ 01 là màu kem và mũ 02 là màu đen. Hôm nay shop trước cho nhà mình chỉ có 80 ngàn thôi. Chị yêu nào lấy mũ thì mình lên mã này dùm em. Mũ 01 hoặc mũ 02 giá chỉ có 80 ngàn nha cả nhà, hàng xịn luôn, đang dày dặn cho mình, chắc chắn cho mình luôn nha các chị. Ai lên mũ chốt thì luôn giùm em nha, nhanh tay cả nhà ơi. Rồi chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Đầm này thì cho em mã là 1689 kèm sinh thoại nha. Chốt hôm nay cho các chị mình luôn 219 ngàn thôi. Các chị tầm khoảng là 50kg đến tầm khoảng là 70-75kg có size vừa cho em nha cả nhà, 219 ngàn đồng. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp tục cho nhà mình một cái mẫu tiếp theo nha. Rồi các chị ơi, nhớ chia sẻ like giùm em nha. Bây giờ em sẽ lên cho mình một cái đầm ren khác nha. Đây là 1687 nha cả nhà. Đây là 1687. Với cái chất ren này thì nó có cái độ đứng form hơn so với cái ren đỏ kia. Độ có giãn thì ít hơn nha cả nhà, nó cũng có nhưng mà ít thôi. Đó thì các chị xem giùm em cái ren này nha. Chị nào yêu thích cái dòng ren như thế nào thì nhanh tay luôn nha cả nhà. Màu đen đây, mã cho em là 168. Chờ em một chút. 1687. 1687 nha các chị. Rồi các chị ơi, đặc biệt luôn bây giờ nha cả nhà, nếu mà hôm nay chị nào mình lấy cái đầm ren 1687 nè, có thêm cho mình cái cà áo nữa nha, có thêm cho mình cái cà áo như thế này nữa. Rồi bây giờ chị nào lấy thì mình lên đơn 1687, giá bán là 349, hôm nay sale trên line 229 ngàn, 229 ngàn nha cả nhà ơi. Mã 1687 và kèm điện thoại cho em luôn, rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, màu đen cực kỳ sang và dễ mặc luôn. Chị yêu nào lấy mẫu này thì mình nhớ nhanh tay lên đơn nhanh cho em ngay bây giờ nha các chị. 1687 và kèm điện thoại 229 ngàn. Nhưng mà 1687 này hình như nó cũng không còn đủ size đâu, để em kiểm tra lại thử nha. Cái này hiện tại là còn cho có size M với size L thôi đó các chị. Còn size M, size L thôi nha, tầm 40kg đến tầm khoảng 57-58kg mặc vừa. Rồi hôm nay shop trước cho nhà mình 229.000 mẫu này thôi nha. Có tặng kèm thêm cài áo như thế này nữa. Rồi, chị nào lấy mẫu này thì mình nhanh tay lên đơn liền cho em luôn ngay bây giờ nha. Cực kỳ sang. Mẫu này đi tiệc là hết sảy luôn cả nhà ơi. Giá chốt ngày hôm nay cho nhà mình chỉ có là 229.000 đồng thôi các chị ơi. Sang lắm luôn nè cả nhà. Nhưng mà còn size M và size L thôi nha. Đây là 40kg đến tầm khoảng là 57-58kg có size vừa luôn. Hôm nay 1687 từ 349.000, em chốt sale ngày hôm nay cho nhà mình chỉ còn có giá là 229.000 đồng. Rồi 1 phút cuối cùng cho mình chốt thành công em đầm này ạ. 1 phút cuối cùng mình chốt thành công em đầm này. Chị yêu nào lấy mẫu này thì mình đặt hàng ngay bây giờ luôn nhé. Chứ mình đừng chần chờ là hết chương trình sale em trở lại là 349 đó các chị ơi. Rồi nhanh tay nha cả nhà, 1687. Bây giờ em phối thêm thắt lưng TL32. TL32 cả nhà ơi, thắt lưng hôm nay shop lên chương trình sale cho nhà mình nè, 55 ngàn thôi.
chỉ có 55.000 thắt lưng này thôi nha cả nhà. Chị yêu nào lấy mẫu thắt lưng này thì lên mã cho em TL32 kèm số điện thoại, 55.000 thôi, quá là rẻ luôn cả nhà. Rồi mũ em đang đội là mũ 02, mũ 02 giá 80.000 nha. Mũ 01 là màu kem và mũ 02 là màu đen á, là có 80.000 thôi, xịn luôn nha. Hàng xịn đang dày dặn chắc chắn cho mình luôn nha cả nhà ơi. Đó, cái này mẹ đội nè, đi đặc biệt là đi đi tiệc hay là mình mặc đi, mình đội đi đi biển á cả nhà ơi, sang lắm, chụp hình bao đẹp luôn nha. Rồi, lên mã liền cho em nha các chị, mũ 101 hoặc là mũ 02 giá 80.000, 1687 chị Hồng Phan, 229.000 ok chị luôn. Rồi, các chị ơi nhớ comment mã kèm số điện thoại giúp em luôn nha cả nhà. Đầm em đang mặc nha các chị, sẽ còn hai size cuối cùng, size M, size L. Và đặc biệt hôm nay em lên chương trình sale cho nhà mình giá sập sàn. Sập sàn cả nhà ơi, 229.000 không thể nào rẻ hơn được nữa nha. 30 giây cuối cùng để mình chốt thành công em đầm này, sau đó em xin phép trở lại với giá cũ là 349 nha. Còn ai chưa đặt mình đặt gấp dùm em để em qua mẫu nè cả nhà ơi. Rồi, màu mũ thì mũ 01 màu kem, mũ 02 màu đen, giá chốt ngày hôm nay cho mình chỉ có 80.000 thôi. Phong mũ là phong chuông rất là sang cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Rồi thắt lưng lên mã cho em TL3255.000 nè. TL3255.000 nè. Đó. Rồi bây giờ em sẽ phối thử một cái thắt lưng trắng cho các chị xem thử nha. À, thắt lưng màu kem. TL52 55.000 luôn. TL52 55.000 nè cả nhà ơi, sang chưa? Nó đính đá là phối với nút ngọc cho mình như thế này nữa nha. TL52 giá chốt hôm nay 55.000. Chị yêu nào lấy thắt lưng này thì lên mã luôn. TL52 kèm số điện thoại luôn cả nhà ơi, nhanh tay nha các chị. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nha cả nhà. Em xin phép trở lại giá cũ là 349. Bây giờ em qua mẫu tiếp theo, cả nhà đợi chờ đợi một chút xíu nha. Qua mẫu mới cho nhà mình nha các chị. Tiếp tục nè cả nhà ơi, bây giờ em sẽ lên cho mình một em đầm. Các chị mình mặc đi dạo phố, đi cà phê hay là đặc biệt đi biển. Đi biển thì rất là hợp lý luôn nha cả nhà ơi. Đây, một em đầm maxi. Một em đầm maxi form dài nha cả nhà. Đây. Mẫu em đang mặc đây với mã sản phẩm là 1668 nha. 1668 là em đang mặc, em đang có trong nhà mình là 4 size M, L, XL và 2XL nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn, với chất vải của nó là chất cát thái. Các chị mặc mềm, êm, mát lạnh và không bị nhăn nhầu nha cả nhà. Và ngắm giúp em cái form của nó nè. Form xòe và dài đến phần cổ chân, ở đây em trên cao 1m62. Các chị thấy em dài đến cổ chân của em như thế này luôn, đẹp lắm. Mẫu này nó có túi hai bên nữa nha. Đó, và sẽ ta. Cái mẫu này nhiều khi đứng không, các chị chưa thấy có cái gì đặc biệt hết. Nhưng mà các chị cứ mua về và các chị mặc lúc mà các chị đi dạo phố nè, các chị đi biển hay gì ha cả nhà. Các chị bước đi, các chị thử quay giúp em video cái tà của nó bay đi các chị. Trời ơi, nó đẹp mê hồn luôn nha cả nhà ơi. Tà nó bay bổng như vậy nè các chị. Nhìn, phải nói luôn, nhìn rất là cuốn mắt nha cả nhà. Nó tạo cảm giác cái váy của mình bồng bềnh và xòe rất là rộng luôn. Bên trong có lớp lót rồi nha các chị. Màu sắc thì rất là dễ mặc luôn, dễ chung và các chị hay các cô mình mặc đều được. Phần cổ bên em sẽ may liền luôn cho mình. Ở trên may một lớp, không cần may hai lớp đâu nha cả nhà ơi. Mặc rất là mát và không có bị xuyên thấu. 1668. Và cả nhà ơi, giá em trên vẫn đang bán là 349.000 chứ không thay đổi giá nha cả nhà. Và bây giờ em dành cho mình ạ, 3 phút ở trên live này, mình được chốt ngay một cái mức giá rẻ chưa từng có luôn. 1668, cả nhà lên đơn liền nha. 1668, 219.000 đồng. Trời ơi, xuất sắc. Trong vòng đúng 3 phút này em xin phép là sẽ trở lại là giá cũ. Còn các chị đặt trong vòng 3 phút này em chốt cho mình là 219, nhưng mà qua 3 phút này em xin phép trở lại giá cũ nha, là 349.000. Nên là chị yêu nào mình muốn săn sale phải đặt ngay bây giờ mới được chốt nha cả nhà ơi, lưu giúp em.
1668 nha các chị ơi. 1668 nha, 219.000 đồng. 219.000 đồng. Rồi mũ em đang đội cả nhà ơi, mũ em đang đội lên mã trên là mũ 03 nào. Mũ 03, mũ 03 mũ cói nha cả nhà. Dòng cói này đang rất là dày dặn và chắc chắn xịn sò, cầm nặng tay luôn. Hàng xịn luôn. Mũ 03 dùm em, giá chỉ có 80.000 thôi. Phối nơ nè, đó, đang dày dặn chắc chắn như vậy luôn. Mà giá hôm nay shop chốt cho nhà mình chỉ có là 80.000 thôi cả nhà ơi. Bên trong có cái dây để mình tùy chỉnh cái vòng đầu của mình làm sao cho vừa vặn cái đầu của mình luôn cả nhà nhé. Đó, lên mã cho em mẫu này là mũ, này là mũ 03, mũ 03 giá 80.000 nha cả nhà ơi. Mũ 03 80.000. Rồi các chị ơi, ở đây em có túi cói. Túi này là sẽ là dòng túi cói tự nhiên và sẽ được đan thủ công nha cả nhà. Sẽ có nắp túi nè, có dây khóa, dây kéo như thế này, dây rút như vậy nha cả nhà. Đó, bên trong có lót rồi và có cả túi phụ nữa. Các chị nào thích đơn giản hơn á cả nhà, mình thả xuống như vậy mình bỏ đồ vô luôn được luôn nha các chị. Rồi lên mã cho em túi 04. Túi 04 giá chỉ có 175.000 thôi. Túi 04 giá 175. Đây là dòng túi mà đan thủ công luôn nha cả nhà, đan tay luôn, rất là đẹp nha cả nhà và chắc chắn quai dày dặn luôn nha. Cái túi này thì em cũng đi du lịch lại, đi biển là em cũng mang theo rồi, có chụp hình rồi. Cái chị mua thử đi thực sự luôn, đụng đồ nhiều, nặng tay luôn mà phải nói quai chắc chắn xịn sò luôn nha cả nhà. Mình dùng mình đựng đồ nhiều luôn mà, với lại là mình chụp hình nó cũng đẹp nữa, vừa tiện nữa cả nhà ơi. Đó, lên đeo lên vai hay là mình cầm tay về cũng được này cả nhà. Mã cho em túi 04 giá chút 175.000 thôi à. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này thì các chị lên cho em nhé. Túi 04 kèm số điện thoại 175k thôi. 175k thôi. Rồi thắt lưng cả nhà ơi, hôm nay em có thắt lưng này nữa này. Hoa hồng mà vừa nãy là hoa hồng ngọc trai, còn cái này là hoa hồng dây da phối với kim loại như thế này nha các chị. Hoa hồng ổ khóa nè. Đó, hoa hồng ổ khóa đi, dễ phân biệt. Còn cái kia là hoa hồng ngọc trai, còn này hoa hồng là ổ khóa nha. Rồi, hoa hồng màu trắng thì là TL14, còn hoa hồng màu đen là TL15. Giá chốt luôn chỉ có 65.000 thôi nha cả nhà. TL14 và TL15 em sale trên live luôn, để em ghim giá luôn, để mấy bạn chốt cho mình giá sale ngày hôm nay là có 65k thôi. 65.000 thôi nha cả nhà ơi. Chị nào lấy thắt lưng lên mã liền. TL15 màu đen, TL14 màu trắng, giá 65.000. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi đầm em đang mặc, các chị cứ lên mã cho em là 1668 kịp điện thoại. Ngày hôm nay shop chốt cho nhà mình với giá chỉ có là 219.000 đồng. 219.000 đồng mẫu em đang mặc nha. Lên đơn liền nha các chị ơi. Em còn cho mình 30 giây cuối cùng để chốt thành công giá sale này nha các chị ơi. 30 giây cuối cùng, sau đó em xin phép trở lại giá cũ là 349.000 nha. Chị yêu nào mình lấy mẫu này thì nhớ đặt hàng ngay bây giờ nha. Rồi nhanh tay lên các chị ơi, 30 giây nữa ngừng sale qua mã. Mẫu này là 1668 nha cả nhà ơi, 219.000 đồng. Các chị ơi, cái mẫu này phía đằng sau là sẽ có bao chuông nè, bao chuông và co giãn nhiều cho mình luôn, nên là các chị ham mặc thoải mái cho em luôn nha. Lên mã cho em mẫu này là 1668 nha, chuẩn bị ngừng sale qua mã này cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn, phải mềm êm và mặc rất là mát nha cả nhà. 219.000 đồng giá đặc biệt chỉ có duy nhất ngay bây giờ, không áp dụng bên ngoài nha. Rồi chuẩn bị em ngừng sale qua mã nè, nhanh tay cả nhà ơi. Rồi bây giờ nha, em xin phép qua xem cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Các chị đợi em một chút xíu nha. Bây giờ em lên cái mẫu này co giãn nhiều lắm nè, là các chị tầm nhiều khi 70-75kg vẫn mặc vừa cho em. Cái màu nó sang ha các chị. Cái màu nhìn hơi là thấy bắt mắt rồi đó. Form dáng. Và các chị nhìn giùm em cái phần eo nè. Mặc dù có may bạn eo chứ hả, nó vẫn co giãn rất là nhiều. Nên là mẫu này 70-75kg vẫn vừa. Thắt lưng em đang mang là TL30 nha các chị. Thắt lưng này đang sale trong live là 55.000 nha. Chị nào lấy thắt lưng này chốt luôn nha.
Trời ơi, cái đầm nó đẹp nè các chị ơi, sang lắm luôn. Rồi em đứng xa mình xem là túi hai bên luôn. Vải này thì coi dễ lọc 4 chiều. Đây là chất vải thun IT hàn. Chất thun IT hàn này thì phải nói luôn, các chị không cần lo lắng về cái chất vải này đâu cả nhà ơi. Bao nhiêu ưu điểm là nó gộp vô cái chất vải này hết rồi. Bao nhiêu ưu điểm nó dành hết trơn rồi cả nhà ơi. Từ là mát lạnh, co giãn nhiều, không nhăn nhầu, không xù, không chạy nhão vải cả nhà ơi. Yên tâm cho em, mẫu này thì đảm bảo nhận được hàng là mê liền luôn các chị. Giặt không phai, không bay màu cho em nha cả nhà ơi. Lên mã cho em mẫu này 1706 nha. 1706, đây là hàng mới về của bên em. Và hôm nay đặc biệt chốt trong live này trong vòng 3 phút với giá 259.000 đồng. Cái này em có 4 size luôn nhé, ML, XL và 2XL. 40kg đến tầm khoảng là 40kg đến tầm là 75kg có size vừa. Rồi lên mã cho em 1706 kèm số điện thoại nha. 1706 kèm số điện thoại, quá đẹp luôn này các chị ơi, sang lắm. Ai lấy mẫu này thì mình nhớ nhanh tay chốt thì luôn dùm em nha. Từ 349.000 đồng, shop chốt ngày hôm nay cho mình chỉ có giá là 259.000 đồng thôi ạ. À, rồi nhanh tay luôn nha các chị. Chị nào lấy mẫu này thì mình chốt ngay bây giờ dùm em. 1706 kèm số điện thoại giúp em nha. Một 706 và kèm điện thoại cho em nha cả nhà ơi, đẹp chưa, rất là sang luôn. Tiếp theo em có mũ 13. Mũ 13 cả nhà ơi, mũ có nha. Mũ 13, mũ có đẹp chưa cả nhà ơi, xuất sắc chưa. Đây là dòng có tự nhiên luôn nha các chị. Màu màu tông màu nâu. Tông màu nâu này ha, đội nó sang mà nó cũng không có bị kén tuổi, ai cũng có thể đội được nha các chị. Đó, phần mũ đẹp chưa cả nhà? Đai nè. Rồi bên trong có dây. Tùy chỉnh luôn. Lên mã cho em túi mũ này là mũ 13 và giá chỉ có 130.000 thôi. Mũ 13 130.000. Ai lấy mũ này thì lên mã cho em mũ 13 kèm số điện thoại. Mũ 13 kèm số điện thoại 130.000. Nhanh tay cả nhà ơi, chốt liền cho em nha. Rồi các chị ơi, em lên cho mình không? Em lên cho mình túi nữa nha, túi 01. Đây, siêu rộng luôn, đựng thoải mái cho em. Bên trong có túi phụ nữa và có dây khóa kéo luôn. Quai thì sẽ là quai da như thế này, da mềm nha, mình đeo không có bị đau vai. Đó, đi làm được, đi chơi, đi du lịch đều được luôn. Rồi chị yêu nào lấy túi lên mã cho em là túi 01 nhá. Túi 01 và giá chỉ có 150.000 thôi. Trời ơi, túi hôm nay rất là rẻ luôn á. Túi nha, tay lên cả nhà ơi. Túi 01 kèm số điện thoại 150.000. Đó, quai da chắc chắn luôn, đựng đồ thoải mái, đựng cả thế giới trong này cho em luôn. Rồi chị nào lấy túi lên mã cho em túi 01 kèm số điện thoại nha. Chỉ có giá 150.000. 150.000 thôi. Rồi thắt lưng em đang mang là TL30. TL30 sắp chốt cho nhà mình ngày hôm nay chỉ có 55.000. Mũ 13 giá 130. Mũ 13 giá 130.000. Rồi nhanh tay nha các chị. Mũ 13 giá 130.000. Còn túi Túi 01 là giá 150.000. Rồi, chị yêu nào lấy mẫu nào thì các chị nhớ nhanh tay đặt hàng liền. Chị nào lấy sản phẩm nào tranh thủ luôn các chị ơi. Số lượng có hạn nha, cái này hiện tại không có nhiều đâu cả nhà ơi. Như ví dụ như cái mũ này đây, em còn có 2 cái cuối cùng. Mũ 13 em còn có 2 cái cuối cùng chứ không có nhiều đâu. Còn cái túi này thì em còn tầm 3 cái, 3-4 cái nữa làm hết nha. Túi này lên mã cho em túi 01, còn mũ là mũ 13. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, đầm em đang mặc thì là 1706. 1706 đầm này em có đầy đủ size 40kg đến tầm 70-75kg có size vừa. Shop chốt ngày hôm nay cho các chị mình với giá chỉ có là 259.000 đồng. Ai lấy đầm thì lên mã liền dùm em 1706 và kèm số điện thoại cho em nhé. 1706 nhanh tay cả nhà ơi. 1706 kèm số điện thoại, giá chốt ngày hôm nay cho nhà mình chỉ có 259.000 đồng. Độ co giãn rất là nhiều và đặc biệt là cái chất này nó rất là mát nha cả nhà. Mát theo kiểu mát lạnh luôn, mình mặc nó rất là đã luôn nha. Rồi lên đơn liền cho em nha cả nhà ơi. Là thắt lưng các chị ơi, TL30 giá là 55.000 thôi.
Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho nhà mình một cái mẫu tiếp theo nhé. Đây, lên cho nhà mình một cái mẫu đầm tông màu đen. Đơn giản nhưng mà lại rất là sang cả nhà ơi. Nói chung á, những cái mẫu như thế này là thường thì các chị sẽ mặc mặc được hoài luôn á, mặc thường xuyên được luôn cả nhà. 1691. 1691 đầm này thì em đang có cho nhà mình là 4 size ML, XL và 2X. Giá bán là 349.000 và hôm nay các chị ơi em dành cho mình 3 phút trên live, mình được chốt ngay 259.000 đồng. Mẫu này sẽ có cho mình đầy đủ size từ M cho đến size 2XL luôn nha. 40kg đến tầm khoảng là 65 hoặc 68kg các size vừa. Có tặng kèm thêm cho mình cái cài áo luôn. Tặng cái cài áo luôn nha cả nhà ơi, tranh thủ luôn. Hàng mới luôn, đầy đủ size. Nhanh tay cả nhà, 1691 kèm xuyên hạ. Rồi. Rồi nhanh tay cả nhà ơi. Lên mã mẫu này cho em là 1691 nha các chị. Em chốt ngày hôm nay cho nhà mình. Giá siêu yêu thương luôn. Chỉ có là 259.000 đồng. Thắt lưng em đang mang là TL36 nha. TL36 giá 55.000. TL36 giá 55.000. Rồi ai lấy mẫu nào thì mình nhớ nhanh tay. 1691 thì đầm này với chất vải của nó sẽ là thun dập caro nha các chị. Thun dập nội caro như thế này, co giãn thì rất là nhiều luôn. Cái mẫu này ở ngoài thì sẽ thấy đẹp hơn trên like, tại vì mình nhìn rõ được cái chất của nó hơn cả nhà. Nhìn cái chất vải rất là sang luôn các chị ơi. Rồi ai lấy mẫu nào mình nhanh tay nha. Thắt lưng thì là TL36 giá 55.000. Đầm 1691 giá sale hôm nay 259. 1691 hôm nay sale 259.000 đồng thôi nha các chị. Em cao 1m62, form này mặc dài đến tầm ngang bắp chân như thế này nha, rất là đẹp luôn. Chị yêu nào lấy nhanh tay nha cả nhà ơi, tranh thủ nha các chị. Rồi tiếp theo em có mũ 14 cả nhà ơi. Mũ 14 nha. Mũ này thì nó sẽ là có cái đai và có vòng chai phía đằng trên này nè các chị. Đó, mũ 14. Rồi chị yêu nào lấy mũ 14 chốt luôn nha các chị. Mũ 14 nè cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha. Mũ này thì hiện tại là bây giờ hôm nay em lên chương trình sale mũ trên live cho cả nhà mình đây. Mũ 14 các chị ơi. Mũ 14. Rồi chốt luôn nha, mũ 14 130.000. Mũ 14 130.000 thôi nha cả nhà. Rồi chị yêu nào lấy mẫu mũ thì lên đơn luôn. Mũ 14 kèm số điện thoại 130.000. Nhanh tay các chị ơi, mũ 14 kèm số điện thoại. Mũ 14 kèm số điện thoại. Chốt liền luôn giùm em nha cả nhà ơi. Em sẽ có cho mình mấy màu luôn nè cả nhà ơi. Thì màu kem lên mã cho em mũ 16 nha. Màu trắng là mũ 14. Màu trắng mũ 14. Màu kem là mũ 16. Màu đen là mũ 17. Và màu nâu là 15. Màu nâu là 15 nha các chị. Đó. Màu kem là 16 nè. Màu nâu 15. Và màu đen là 17. Ok. Rồi nhanh tay luôn nha cả nhà ơi, em có 4 màu cho nhà mình luôn nha. 4 màu cho mình lựa chọn luôn. Chị nào lấy mũ thì mình lên đơn liền luôn giùm em. Mũ 14 là màu trắng. 15 là màu nâu. Màu kem là 16. Và 17 là màu đen. 4 màu cho mình lựa chọn và giá chỉ có là 130.000. 130.000 thôi cả nhà ơi, nhanh tay nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi, chốt tiền luôn nha. 130.000 thôi. Màu trắng là mũ 14 nè, 15 màu nâu, 16 màu kem và 17 là màu đen. 4 màu nha cả nhà ơi, nhanh tay chốt liền luôn giùm em nha. 130.000, 130.000. Rồi, thắt lưng TL36 giá 55. TL36 giá 55, nhanh lên cả nhà. Rồi em có thắt lưng mới nữa nè.
Thắt lưng mới này mã là TL74. TL74 giá 65.000. TL74 là TL74 là giá bao nhiêu ta? Thôi được rồi, hôm nay em trước 65 luôn, chị nào lấy trước luôn đi cả nhà ơi. 65.000 giá sale hôm nay luôn. Rồi nhanh tay các chị ơi. TL74 giá 65.000 luôn. 65.000 luôn, TL74 65 nhanh nhanh cả nhà, chốt liền nha. Rồi đầm em đang mặc 1691 chuẩn bị ngưng sale và trở lại giá cũ là 349 rồi. Ai chưa đặt chốt liền luôn giùm em nè, 1691 kèm xuyên hạn. 1691 kèm điện thoại là cả nhà ơi. 259, đầm có túi hai bên, co giãn nhiều, 40kg đến 68kg vừa luôn. Rồi bây giờ qua mẫu tiếp theo nha. Em lên cho nhà mình một em đầm ren chấm bi nè, đang rất là hot luôn. Đây là 1688. Mẫu 688 mẫu này em đang có cho nhà mình đầy đủ size nhé, ML, XL và 2XL luôn. Các chị cứ tầm trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 75kg vừa. 40kg đến 75kg vừa nha cả nhà. Tại vì cái dòng ren này thì nó co giãn nhiều lắm. Co giãn nhiều mặc thoải mái cho em luôn nha. Cái này giảm size mặc vẫn vừa. Thắt lưng em đang mang là TL09 đẹp đó nè. Em thấy thắt lưng ngọc trai này rất là sang. Rồi chốt là giá là 65.000. Còn đầm em đang mặc nha, đầm em đang mặc với mã sản phẩm là 1688. 1688 đầm này thì đang có đầy đủ size 40kg đến 75kg vừa. Đây là một cái dòng ren mà ren, dòng ren siêu mềm luôn. Mềm nhẹ thoải mái co giãn rất là nhiều. Phối chấm bi nữa, đẹp chưa cả nhà. Còn những cái phần họa tiết hoa là hoa hồng luôn. Màu xanh đen, phía trước sẽ có cách điệu giống như cái nơ vậy đó. Có đính thêm mình cái cà áo ở đây. Phần cổ này có khuyết cho mình nhưng mà vừa phải chứ không có bị sâu. Còn trường hợp ai mà còn thích kín hơn nữa, mình về mình tùy chỉnh được luôn. Mình nhíp chị lại cho em cái là xong rồi nha cả nhà. Rồi, ai lấy mẫu này lên mã cho em là 1688. 1688 giá bán là 399.000. Và trên line này mình chốt đây chỉ có 349.000 thôi. 349.000 đồng giá chốt đặc biệt ngay trên line này. Ai lấy mẫu này thì mình lên đơn. Nhanh tay cả nhà ơi. Rồi chia sẻ line dùm em và chốt ngay bây giờ luôn để được hưởng với cái giá sale này nha. Hay là bây giờ đi. Không, hôm nay em dành 5 suất đi. Em dành 5 suất thôi. Được không mẹ, em chốt sale cho nhà mình một cái giá đặc biệt được không? Rồi cả nhà ơi, cho em xin một lượt chia sẻ đi. 349.000 đúng không? Em đang vừa nãy em đang báo giá 349 là giá sale rồi, nhưng mà hôm nay em đặc biệt giảm thêm cho mình 50.000 nữa, nhưng mà đổi lại mình cho em xin một lượt chia sẻ được không? Cho em xin một lượt chia sẻ được không cả nhà ơi? Chia sẻ xong rồi, mình chốt ngay em đầm này đi, là mình được giảm luôn 299 luôn được không ạ? Ok chị Ngọc Mến Nguyễn luôn, nhanh nha cả nhà, một suất cho chị Ngọc Mến Nguyễn luôn rồi. 1688 rất là đẹp đó cả nhà ơi, và em chỉ giới hạn đúng 5 suất, còn lại là em xin phép ngưng. Ai lấy mẫu này lên mã cho em nào, chị Ngọc Mến là một rồi nè. Đó, nhớ chia sẻ cho em chị Ngọc Mến ơi. Đầm rất là đẹp, đầm này em bán bình thường là 399. Hôm nay chốt luôn cho mình nha, 299.000, đúng 5 suất không chốt nhiều nha cả nhà. Hôm nay là sale đặc biệt, chưa bao giờ em báo giá rẻ như ngày hôm nay luôn. Tại vì đây là cũng là một trong những cái mẫu đang bán rất là chạy và đầy đủ size hàng mới về cả nhà ơi. Nên là em không có sale nhiều được đâu nha cả nhà. Đúng 5 suất thôi là em xin phép ngưng rồi. Chị nào lấy mẫu này nhanh tay 1688 kèm số điện thoại cho em. 299.000 siêu phẩm đó nha các chị, không đủ được đâu.
Chị chỉ cần một lượt chia sẻ thôi, chia sẻ trên từng nhà. Các chị nào ngại chia sẻ thì cũng chịu khó chia sẻ giúp em. Để mà mấy bạn chốt đơn xong rồi á, thì các chị nào mình muốn ảnh cái bài livestream đó trên Facebook thì mình ảnh sau giùm em nha các chị. Hôm nay giá rất là rẻ cả nhà ơi, chỉ có 299.000 thôi. 1688 kèm số điện thoại ngay bây giờ để được chốt đơn thành công với giá này nha cả nhà. 299.000 siêu phẩm đó nha các chị, không đùa được đâu. Ai lấy mẫu này chốt liền giùm em ạ. 1688 ạ. 299.000. Em có 4 size luôn nha. ML, XL và 2XL luôn, 40kg đến tầm 75kg mặc vừa. Thách lưng em đang mang là TL09, giá chốt hôm nay cho mình chỉ có là 65.000 thôi. Thách lưng chốt luôn đi cả nhà ơi. 65.000 thách lưng này cả nhà. Rồi nhanh tay luôn nha các chị. Rồi cả nhà ơi, em dành thêm cho mình đúng 1 phút cuối cùng nha. Đúng 1 phút cuối cùng em không nhận đơn giá 299 nữa và em xin phép sẽ trở lại ngay giá 399.000 như bình thường nha cả nhà. Nên là chị yêu nào chưa đặt mình đặt liền đi các chị ơi. Đừng chần chờ chi nữa, mình đừng đợi đến deadline mới chốt là không bao giờ không được chốt, không bao giờ được chốt cái giá này hết nha cả nhà. Chỉ ngay lúc này thôi. Trong vòng đúng 30 giây cuối cùng nữa nha cả nhà ơi, xong chưa? Chị nào đặt mẫu này nhanh tay suy nghĩ nhanh lên cả nhà ơi. Tốc độ lên các chị ơi, bây giờ trước tiên giành được cái suất sale trước đã, rồi tí nữa chốt lại những cái mẫu nào thì mình báo bên em sau cũng được. Giành được suất sale trước đi cả nhà ơi. 1688 chưa bao giờ sale rẻ như ngày hôm nay, chỉ có 299.000 đồng thôi nha. Lên đơn ngay bây giờ để được áp dụng giá sale nè, đẹp tuyệt vời luôn. 1688 kèm số điện thoại, tốc độ lên các chị. Đừng bỏ lỡ nha cả nhà ơi, chương trình sale lớn như nhà mình luôn này. Em còn 4 suất nữa thôi là em ngưng. Rồi chuẩn bị qua mã rồi cả nhà ơi. 5 4 3 2 1, rồi em xin phép ngưng chương trình sale 299.000 mẫu này lại và trở lại 399 nha cả nhà. Rồi bây giờ em coi mã khác nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình mẫu này, các chị có thể mặc đi làm đi chơi đều được này. Đây, một em đầm von nha cả nhà ơi, von gân, von gân phối ánh nhũ nè. Lên mã mẫu này cho em là một mã này là 1692. 1692 nha các chị ơi. Cái này em có cho nhà mình 4 size luôn. Rồi các chị ơi, giá đang bán là 349.000 nha. Mẫu này em đang có cho mình 4 size ML, XL và 2XL. Đây là cứ thoải mái đặt hàng, từ 40kg đến 65kg có size vừa. 349.000 mẫu em đang mặc cả nhà ơi. Một em đầm mà von gân ánh kim, bên trong có lớp lót thu cổ tông và phía trước là phủ với nút ngập cho mình, với nút như thế này. Cái này em sẽ may liền cho mình luôn nha. Đó, không có sự bị hở, chỉ cần kéo dây khóa cái đằng sau thôi. Có nút này ở trên này thì mình có thể gỡ ra được nè. Bây giờ các chị ơi, chị nào mình muốn săn sale mẫu này không ạ? Em lên chương trình sale cho nhà mình. Cho em xin một lượt chia sẻ được không ạ? Rồi bây giờ em dành 2 phút thôi nha các chị. Hàng mới luôn nha, sale luôn hàng mới cho mình. 1692 nè cả nhà ơi. 349.000 hôm nay em chốt ngay bây giờ cho mình. Còn bây giờ hôm nay sale 1692 này à. Rồi, chia sẻ cho em xong chưa cả nhà ơi, để em báo giá nè. 1692 259 luôn. 259.000 luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi, phong chuẩn luôn, gọn người, cái này đi làm được, đi chơi đều được nha cả nhà ha. Rồi ai lấy mẫu này lên mã cho em luôn. Nhanh tay các chị ơi, 1692 kèm xin hỏi luôn. Mũ em đang đội lên, đây là mũ 05. Mũ 05 giá 65.000 thôi nha. Mũ 05 65.000 à. Mũ cói nè. Rất là đẹp luôn. Rồi, túi cả nhà ơi, chị yêu nào lấy túi thì lên mã luôn cho em nhé. Chị yêu nào lấy túi thì lên mã luôn. Túi 01. Túi 01 giá em chốt hôm nay cho mình chỉ có là 150.000 thôi. Rồi thắt lưng, thắt lưng là TL47. TL47 55.000. TL47 55.000, còn mũ là mũ 05 giá 65.000.
mũ 05 giá 65 ngàn, còn đầm là 1692. 1692 chốt ngày hôm nay cho nhà mình giá chỉ có là 259.000 đồng. Em sẽ có cho nhà mình là 4 size luôn nhé, M, L, XL và 2XL, từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg cao size vừa. Mẫu này các chị mặc đi làm được luôn này cả nhà ơi, đi chơi được luôn, đi du lịch được luôn. Mẫu này cho dù mà các chị mình thấy là nó kín cộng cao tường, nhiều khi các chị sợ nóng nhưng không có đâu nha. Cái chất này nó mát lạnh luôn cả nhà, mặc đã lắm. Với lại vải này cũng không có nhanh dầu, đi du lịch là mang rất là ok, đến nơi là mang ra là mặc thôi. Đầm có túi hai bên cho nhà mình luôn nha cả nhà, được vừa điện thoại luôn. Rồi anh lấy mẫu em đang mặc thì lên mã cho em là 1692. Nền đen và phối họa tiết nhỏ nhỏ, họa tiết nhỏ nhỏ xíu như vậy này cả nhà. Trời ơi, cái mẫu này tính ra là nó sang mà nó dễ mặc cả nhà, không có kén dáng luôn á, ai cũng có thể mặc được ha, đi đâu cũng được hết. Mặc dù mình bỏ ra có 259.000 nhưng mà em nói thiệt, mua về rồi là mặc hoài luôn cả nhà. Mở tủ ra là thấy nó là muốn mặc liền á, tại vì nó có tính ứng dụng rất là cao, đồng thời cái chất của nó thì rất là mát luôn. 1692 nha, chị yêu nào lấy mẫu này thì lên mã cho em liền. 1692 kèm số điện thoại. 259.000 đồng mẫu em đang mặc, và 40kg đến 65kg có size vừa. Túi này các chị lên mã cho là túi 01 nha. Túi 01 giá em chốt hôm nay chỉ có 150.000 thôi. Túi 01 150.000. Còn mũ là mũ 05. Mũ 05 giá 65.000. Thắt lưng là TL4755. TL4755.000. Ai lấy thắt lưng lên mã liền dùm em, TL47 kèm số điện thoại. Trời ơi, đầm rất là xinh luôn. Chị yêu nào lấy mẫu này thì các chị lên mã liền cho em nhé. Ngay bây giờ để em chuyển hàng mạnh nhanh tay cả nhà ơi. 1692 kèm số điện thoại. 1692 kèm số điện thoại nhanh tay cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cho nhà mình một cái mẫu khác nha. Rồi đây các chị ơi, hôm nay em lên cho nhà mình mẫu đầm hoa này nha. 1696, một em đầm von hoa mà form là form xòe đuôi cá luôn. 1692 rất là xinh luôn cả nhà. Phía trước có phối nút cặp cho mình này. Mẫu này em đang có cho nhà mình là đầy đủ size luôn nha. Chị yêu nào lấy thì mình lên đơn liền luôn dùm em. Rồi đợi em một chút xíu nha. Em phối thêm thắt lưng TL40. TL40 giá chỉ có 55.000. Chị nào lấy thắt lưng này thì lên mã liền. TL40 kèm số điện thoại dùm em luôn. TL40 kèm số điện thoại giá là 55.000. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc mã 1696 nha. 1696 em đang có cho nhà mình đầy đủ size, và 40kg đến tầm 65kg có size vừa cho các chị mình luôn nha. Von này là von gân, mềm, êm mát và không bị nhanh nhở. Phía trước phối với nút cặp rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi đầm này thì đầy đủ size nên là rất là dễ mặc luôn nha. Chị yêu nào lấy mẫu này nhanh tay cả nhà. Phong xề đuôi cá xinh lắm. Cái này bước đi cả nhà, mình nhìn cái tà váy nó bay bay ha, nhìn mê lắm luôn. Rồi mẫu em đang mặc thì các chị cứ lên mã cho em là 1696 rồi hôm nay nhá. 399.000 sale luôn trên like, còn 299, 299.000 thôi nha cả nhà. 1696 chị yêu nào lấy thì mình lên đơn liền. Ok, chị Trần Quý luôn là TL40 luôn, 55.000. Thắt lưng em đang mang, chị nào lấy thì mình giao tay nha các chị. TL40 55.000 là khóa kim loại luôn. Nói chung nguyên cái dây là kim loại hết nha, coi dễ nhiều, eo của ai cũng vừa hết nha. TL40 55.000, để em phối thêm một cái thắt lưng khác cho các chị mình xem nữa nha. Rồi đây, đây cũng là một cái thắt lưng mới nè cả nhà. Ok, chị Phương Lê TL40 luôn. Rồi đây TL73 55.000. TL73 55.000 luôn. Đó, nó là lưng thun nên là co giãn nhiều nha cả nhà. Còn khóa sẽ là khóa kim loại như thế này và được chạm khắc.
những cái hoa văn. Chạm khác thì cái hoa văn rất là nét. Trời ơi đẹp không cả nhà? Đó, lên mã trên TL7355.000 luôn. TL7355.000 luôn, nhanh tay cả nhà ơi. Đó, đẹp không? TL7355.000. Và đầm em đang mặc nha, các chị cứ lên mã trên là 1696, ngày hôm nay sale là 299.000 luôn á. Em đầm này phong dài luôn, xẻ rộng hai lớp luôn, túi may hai bên luôn. Và giá hôm nay rất là rẻ, chỉ có là 299.000 đồng. Chị nào lấy mẫu này các chị lên mã liền cho em nha. Các chị ơi, em có mũ tiếp theo là mũ này là cái phong mũ nửa đầu nhé. Thì đây em có hai màu, mũ 04 màu nâu hoặc mũ 04 màu đen giùm em. Hai màu cho mình lựa chọn luôn nha các chị. Đó, đẹp lắm luôn nè. Mũ 04 màu nâu hoặc màu đen giùm em. Rồi giá chốt luôn 65.000 thôi. 65.000 thôi cả nhà ơi, chị nào lấy thì mình lên đơn liền cho em nha. Mũ 04 màu nâu hoặc màu đen 65.000. Ok chị Phương Lê 1696 luôn và TL73 luôn. Rồi các chị ơi, mũ này chị nào lấy nhanh tay nha, nó sẽ có cái đệm lót rất là dày dặn, mình độ vô êm lắm, gỡ ra được luôn nha, gỡ dàn thẳng ra để mình bỏ vô vali được và có cái dây để mình móc lên luôn nha. 65.000 thôi, mũ 04 màu đen hoặc màu nâu giùm em. 65.000. 65.000 thôi cả nhà ơi, nhanh tay. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp theo là cả nhà ơi, đầm mà em lên thêm cho mình một cái thắt lưng nữa nha. Màu nâu đi ha, lên màu nâu nha các chị. Mã này cho em là TL53. Rồi 55.000 luôn. Cái này nó sẽ có cho mình mà 3 màu luôn á. TL53 là màu nâu rồi. Rồi TL mũ kem, mũ 04 đúng không chị ơi? Mũ 04 mình lên mã cho em mũ 04 màu nâu giùm em nha. Cái này đúng không chị Phương Lê ơi? Cái này là mũ 04 màu nâu giùm em nha, không phải màu kem, cái này màu nâu. Màu kem nó sẽ nhạt hơn. Mà màu kem thì vừa rồi em mới hết hàng rồi. Thật ra trước là có 3 màu, màu kem, nâu và đen á, mà hết màu kem là còn màu nâu và màu đen nha cả nhà. Rồi lên mã cho em mũ 04 nha, màu nâu hoặc màu kem giùm em, giá 65.000 thôi. Có dây để móc lên rất là tiện luôn. 65.000 mũ này nha cả nhà, 65.000. Rồi. Mũ 04. Ok chị. Rồi đây thắt lưng TL48 màu kem nè. TL48 màu kem nè. Đó, 55.000. TL48 màu kem 55.000. Rồi nhanh tay luôn cả nhà. Rồi em có màu đen nữa nè. Cùng một kiểu nha các chị, khác màu. Tiếp theo. TL35 55.000. TL35 55.000. Đó, hình cành lá rất là xinh luôn. TL35 55.000. Còn chị nào thích bản to có luôn. Đây TL47. TL47 55.000. TL47 55.000, nhanh tay đẹp nhở, đẹp lắm. TL47 55.000. Đó. Phối cái thắt lưng vô một cái là mình mặc vô là mình thấy cái eo liền à. Có eo liền, gọn người cực kỳ luôn. Thắt lưng quần tây không em? Thắt lưng quần tây hả chị vừa rồi à? Vừa rồi em để em xem còn số lượng không nha chị. Em hiện tại là không biết có cập nhật chưa, bây giờ mình cứ lên mã trước đi nè. Hình như hay là do hết hàng không biết được. Em kiểm tra thì vừa nãy em kiểm tra thì sao nó bị hết nè. Cái thắt lưng này rất là đẹp, vừa rồi em lên em về hàng nhiều lắm mà sao hệ thống hết rồi. Chắc là hết hàng mà còn sót một cái ở đây thôi nha cả nhà. Còn một cái ở đây chị nào lấy thì mình lên đơn. Cái này là TL13 giá 50.000. Đẹp lắm, em là em rất là thích cái thắt lưng này luôn cả nhà. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh và phố với cái gì cũng hợp hết á. Rồi TL13. Mai mốt là sẽ có thể là chắc chắn là sẽ về thêm thắt lưng này cả nhà, vì nó rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và phải nói là đi hàng nhanh lắm, chắc nhiều chị cũng thích cái mẫu này giống em. Nên là hôm nay nó hết rồi, nó còn đúng một cái thôi, chị nào lấy thì mình chốt. TL13 50.000, đẹp, đẹp sang. Đẹp mà sang cả nhà, dễ phối đồ, đó quần tây được luôn, áo sơ mi hay đầm gì đó đều được. TL13 cả nhà. Còn đây là cái này là em chưa có nhớ mã là để em xíu em xem thử. Đầm 1696 cả nhà cứ đặt nha. 1696 đang sale là 299.000, 40 kg đến tầm khoảng là
68 kg mình mặc vừa luôn á cả nhà. Bây giờ em lên cái dây này trước đi. Cái này là TL12 trước đi. TL12 cả nhà em có màu nâu đậm và nâu nhạt. Còn hai cái thôi. Ok chị Hoàng Thái Hồng TL13 luôn. Rồi đây các chị ơi. Cái này mình cũng phối với quần tây được luôn nè, quần tây, quần jean với áo sơ mi hay là đầm gì đều được nhé. Cái này là TL12. TL12 nâu đậm hoặc nâu nhạt giùm em nhé. TL12 nâu đậm hoặc nâu nhạt giùm em. Cái này thì 50 ngàn luôn. 50 ngàn luôn cả nhà ơi. Cái da này em thấy là cũng rất là bền đó cả nhà. Tại vì em mà like hay gì đó nó cũng không có bị gãy form hay là bị chắc da hay gì trơn cả nhà. Còn cái này nó sẽ là kim loại nha cả nhà. Đó. Rồi TL12 nha các chị. Em sẽ còn cho mình là hai cái cuối cùng nha, một cái nâu và một cái màu nâu đậm và nâu nhạt vậy đó, hai cái. Rồi em chốt luôn là 50.000 thôi. 50.000 thôi nha cả nhà. Phối quần tây, quần jean, áo sơ mi đầm đều được. Rồi. Sẽ còn một cái kiểu dây nhỏ kia nữa mà để em xem lại mã đó. Đây này các chị, nó cũng phối với quần tây được luôn. Những cái nhỏ nhỏ như vậy mình dùng quần tây, áo sơ mi đầm đều được nha các chị. Những cái nhỏ này cũng rất là tiện nè. Lên mã cho em. Cái này là TL19. TL19 còn một cái màu nâu nha các chị. TL19 còn một cái màu nâu nè. Đó, rồi 45.000 thôi. Cái này 45.000 thôi. TL19 45.000 nha cả nhà. Chị nào lấy TL19 chốt luôn giùm em nhé. TL19 45.000. Một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng TL19 45.000. Rồi, bây giờ sẽ qua mẫu khác nha các chị. Đầm em đang mặc 1696 nha, rất là đẹp cả nhà. Rồi bây giờ em qua mẫu tiếp theo. Đợi em vài giây nhé. Đây, em lên mẫu này cho nhà mình nhé. Đây là 1700 này các chị. Đây sẽ là một cái dòng vo nổi và phối với chấm bi ánh nhũ như thế này nha cả nhà, sang lắm. Phối nút ngập cho mình, phía trước này em sẽ may liền và mình mặc là sẽ có dây khóa kéo phía đằng sau. Đầm này em có túi hai bên luôn. Rồi, cả nhà ơi, lên mã mẫu này cho em 1700 này các chị. Trời ơi, đầm rất là đẹp. Đầm này thì em bán giá là 349.000. Nhưng mà hôm nay nhá, trên like này em dành vài phút sale cho các chị mình luôn. Còn 259 ở trên like này thôi. Trong vòng 3 phút nha cả nhà, 1700 sẽ được chốt còn 259.000 đồng. Còn lại em xin phép vẫn bán lại như giá cũ là 2349 nha các chị. Nên chị nào lấy nhanh tay, mã cho em là 1700. Quá đẹp các chị ơi, 1700 259.000. Em còn cái dây này nữa nè, dây này phối với cái quần jean cũng được nè, để em xem lại mã nha. Cái này không biết mã gì rồi. Thôi cái gì em like sau cái thắt lưng này đi. Lưng này có mà bây giờ không có nhớ mã sao đây các chị. Không, các chị ghi cho em mã TL80 đi. TL80 cái này TL80 này thôi em chốt cho nhà mình là 40.000 thôi. TL80 còn hình như còn có một cái à. TL80 nha. TL80 40.000.
TL80 40.000, chị nào lấy thì mình chốt luôn chùm em. Có một cái à, 40.000. Rồi. 1700 chị Phương Lê, ok chị Phương Lê. Rồi chị nào lấy thắt lưng này lên mã cho em nha. Đó. Cái này là TL 80 đi ha. Lên mã TL 80 giùm em. TL 80. Rồi nha tay cả nhà ơi, 40.000 thôi. Rồi bây giờ nha. Đầm em đang mặc mã 1700. Cái này thì em sale luôn 259.000 thôi. Nhưng mà chỉ có vài phút ở trên live thôi, còn lại em qua mã rồi em cũng ưng nha cả nhà. Qua mã rồi em bán lại là 349 rồi. Form đẹp lắm, mẫu này mặc sang, mặc đi tiệc là xuất sắc luôn. Bây giờ em sẽ phối thêm cho mình một cái thắt lưng TL 31. TL 31 55.000, trời ơi sang chưa các chị. TL 31 55.000. Đó, đẹp không? Rồi, những cái mẫu này các chị mặc đi tiệc bao sang luôn. Rồi, ngày hôm nay em chốt luôn 209.000, cái này em có 4 size nhé. ML, XL và 2XL này, từ 40kg đến tầm khoảng là 68kg, có size vừa luôn. Form xìa nhẹ nhàng, dễ mặc, không hề kén dáng. Đó, đi đâu mình cũng mặc được luôn nè. Rồi, đi cà phê được luôn, đi tiệc, đi đám cưới được luôn cả nhà ơi. Rồi, cái đầm này có 259, siêu rẻ ngày hôm nay. Các chị ơi, em phối thêm mũ nha, mũ này là mũ 02. Mũ 02 giá 80.000. Dòng mũ cói này thì các chị chẳng cần phải lo lắng chi được, em nói thiệt luôn. Em cam kết với các chị một khi các chị nhận được hàng là chị có mê thôi. Tại dòng mũ này phải nói luôn các chị nó xịn nha. Cầm nặng tay và đan dây kịt như thế này luôn cả nhà ơi, nó đã lắm, nó chất lượng lắm các chị ạ. Nên mua nha các chị. Mà ha, cho dù mình gấp như vậy nè, nó cũng không có bị gãy, không bị móp form đâu. Rồi lên mã cho em nha, mũ 02 là màu đen và em có mũ cho mình 01 là màu kem. Hai màu nha. Mũ 01 màu kem và mũ 02 màu đen, hai màu cho mình lựa chọn luôn. Giá chốt ngày hôm nay cho các chị mình chỉ có là 80.000 thôi. Mũ rất là rẻ, em thấy mũ này rẻ mà xịn nha cả nhà. Trời ơi xuất sắc luôn mà chỉ có 80.000 thôi. Chị nào lấy thì mình lên đơn liền nha các chị. Đẹp tuyệt vời, cái này không có chê vào đâu được hết. Mũ 01 màu kem, mũ 02 màu đen 80.000. Form chuông xòe rộng luôn, đẹp mà sang nữa. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc mã trên là 1700. Ai lấy mẫu này đây mã liền dùm em 1700 và kèm số điện thoại cho em nhé. 1700 và kèm số điện thoại chốt ngày hôm nay cho mình là 259.000 đồng và 40kg đến tầm khoảng là 68kg có size vừa. 40kg đến tầm 68kg có size vừa nhanh tay cả nhà. Bây giờ em qua mẫu khác được chưa ạ? Còn chị ra lấy mẫu này nữa không à? Nha tay nào cả nhà, chứ em qua mã là sẽ giá sẽ trở lại là 349 á. Qua mã rồi là giá trở lại 349.000 rồi nha cả nhà, chứ không còn là 259 như vậy nữa đâu. Mũ 02 đen ok chị Phương Lê. Rồi TL32 55.000 nè cả nhà. Trời ơi thắt lưng này đẹp ha. Nguyên một cái bản khóa kim loại nè, được chạm khắc rất là chi tiết tỉ mỉ luôn. Và cái này phải nói luôn, bình thường các chị mua trăm mấy chục ngàn, ngày hôm nay đến với shop em mình mua chỉ có 55.000. Lên mã cho em TL32 nha. Sang, cái này em thấy sang nè. Cái này vừa đợt trước có về hàng một lần xong mà đúng một ngày một cháy hàng luôn. Đợt này có thêm rồi cả nhà, nhanh tay TL32. TL32 55.000 thôi cả nhà, tin nổi không? Đẹp như thế này mà có 55.000. Nè, dây là dày dặn, co giãn siêu tốt luôn. Mã cho em TL32. Chị Phương Lê ok, TL32 cho chị Phương Lê luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Lên cho mình một cái mẫu đầm mình, đầm 2, đi làm được, đi chơi được luôn nè. Mã tiếp theo đây là 1693. 1693 này em có cho mình đầy đủ size, từ M cho đến size 2XL luôn nha cả nhà. Chất này sẽ là chất von hàn nha. Mình mặc mềm, êm, mát. Đó, dễ chịu lắm. 1693. Rồi hôm nay các chị ơi, từ 349 em sale trên live cho cả nhà mình đây. 259.000 luôn. Các chị ơi, trong vòng 3 phút thôi nha, còn lại sẽ ngưng nha các chị. Rồi chị yêu nào lấy mẫu 1693 này, giang tay từ 349.000 em đang bán.
Hôm nay chốt trên like cho mình chỉ còn có giá 259.000 đồng. Mà cái này là đầy đủ size nha, từ M cho đến size 2XL luôn, 40kg đến 65kg có size vừa luôn nhé. Ai lấy mẫu này thì mình nhớ đặt hàng ngay bây giờ để được hưởng với cái giá sale này nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục lên cho mình thắt lưng tiếp theo. Cái này là em có thắt lưng không? Mới về nữa nè cả nhà. Rồi các chị ơi, TL75 cho em nha các chị. Thắt lưng mới về, bản to, quá đã luôn cả nhà ơi. TL75. Rồi hôm nay nha các chị, TL75 hôm nay shop sẽ lên chương trình sale cho nhà mình trên live được không ạ? Bây giờ qua nhà đợi em một chút nha, em kiểm tra. Cái này thì số lượng không nhiều nha cả nhà. TL15 rồi, hôm nay sale trên live luôn 65.000 đi. 65.000 thôi cả nhà ơi, TL75 kèm số điện thoại đấy các chị, 65.000 đi. Rồi, chị nào lấy mẫu này thì các chị lên đơn liền giùm em nhé. TL75 kèm số điện thoại giùm em. Hôm nay là chốt giá đặc biệt đó cả nhà ơi. Rồi. 65.000. Chị yêu nào lấy thắt lưng này lên mã cho em nha. TL75 kèm số điện thoại. Khoan để em xem coi đúng mã chưa nha. TL75. Rồi 65.000 mẫu này nha cả nhà ơi, chị nào lấy thì lên mã liền giùm em. TL75 kèm số điện thoại. TL75 kèm số điện thoại 65.000, 65.000. Nhanh chóng luôn cả nhà ơi. Đây là những cái mẫu mới nha các chị. Đây, cái này nó sẽ là có một bản kim loại và phối nút ngập TL74. TL74 65.000 luôn. TL74 65.000 luôn, nhanh lên cả nhà ơi, đẹp lắm. Đó, xuất sắc luôn. 65.000 thôi. Rồi, tránh thủ nha cả nhà. Bây giờ em sẽ qua thêm cho nhà mình một cái mẫu tiếp theo nha. 1693 đầm em đang mặc thì các chị cứ lên đơn đi, chốt là giá 259 thôi nha. Rồi em lên cho mình thêm một cái em đầm sơ mi tiếp theo. Mẫu này đẹp lắm này. Đó, các chị đợi em một chút nha. Cái mẫu này mặc lên form xuất sắc luôn. Mặc cái chất nó mát nha. Nên là những chị nào mà mình đi làm là nên mua mẫu này nè. Mát rửa rửa luôn. Mã này cho em là 1671 nè. 1671. 1671. Cái này là hiện tại là bên em đang còn cho mình là size M, size L là chủ yếu thôi. Còn lại 2X em còn đúng một cái nha các chị. 1671 nha. Rồi hôm nay 1671 chốt sale nha cả nhà ơi. Cái này thì em đang còn cho mình 3 size thôi mà còn ít. Thì hôm nay nhá, trong live này em đặc biệt chốt nè 5 suốt được không ạ? 1671 này em chốt cho nhà mình hôm nay 259.000 thôi. Trong vòng đúng 3 phút này thôi nha cả nhà ơi. Chị nào lấy mình lên đơn liền. Lưu giúp em chỉ còn xe M, xe L và một cái 2XL cuối cùng. Rồi hôm nay sale lớn cho nhà mình nè. Đầm siêu phẩm lô 1671 259.000, chỉ có giá sale 259 ngay lúc này thôi, không áp dụng bên ngoài đâu cả nhà ơi. Đầm này bình thường em bán là 349.000 đồng đó. Hôm nay sale shop luôn, ai lấy mẫu này lên đơn liền giùm em. Em chỉ dành đúng 3 phút này thôi mà được chốt giá thành công với giá là 259.000 đồng. Nên là chị yêu nào lấy mẫu này nhanh tay, form đẹp quá chừng luôn vậy nha. Đó, bây giờ em phối trên thắt lưng này là TL50.
Rồi các chị ơi, TL50 thắt lưng này em chốt ngày hôm nay cho mình luôn. Chị còn có giá là 70.000 thắt lưng em đang mang. Rồi chị nào lấy thắt lưng này lên mã cho em nha. TL50 kèm điện thoại, đầm tầng. Dạ không, cái này là nói là form form xe dài xuống vầy luôn hả chị? Form xe dài xuống vầy nè. Đó. Mà cái mẫu này á, cái chất của nó là chất cách thái cả nhà, nó mát lắm. Lúc mà các chị mặc á, cảm giác cái vải nó chạm như là da của mình, nó đã lắm cả nhà ơi, mát rượu rượu luôn á. Rồi, cái này em có túi hai bên luôn nha. Đằng sau là có dây khóa kéo cho các chị mình. Đầm này nè các chị ơi, bên trong có lớp lót thun cô tông lạnh nữa nè. Mã này cho em là 1671. Hôm nay là em còn rất là ít nè các chị ơi, còn size M và còn size L là chủ yếu thôi. 2X em còn đúng một cái cuối cùng. Thì ngày hôm nay em Trinh sẽ lên sale cho nhà mình mẫu này, là mình được chốt còn 259.000. Lưu giúp em nha, giá 259.000 này cũng chỉ là chốt ở trên live thôi, chứ mặc dù là nó lẻ xa đi chăng nữa thì bên ngoài em vẫn đang bán giá 349, chứ không phải là 259 đâu các chị. Nên là chị yêu nào lấy mẫu này nhớ đặt hàng ngay bây giờ cho em nha. Em dành thêm 1 phút cuối cùng để mình chốt thành công mẫu này. Sau đó em xin phép ngừng xe và qua mã khác nha cả nhà. Chị nào lấy mẫu này thì mình đặt hàng liền luôn dùm em nào. Nha tay cả nhà ơi, 1671 kèm số điện thoại dùm em ạ. 1671 kèm số điện thoại chốt ngày hôm nay cho các chị mình, với giá chỉ có là 259.000 đồng thôi các chị ơi. Lên đơn liền luôn dùm em nha. Các chị ơi, thắt lưng em đang mang đẹp quá chừng này. Chị nào lấy thắt lưng này đặt liền luôn nào. Đây em có cả màu đen nữa này. Rồi ok chị Nguyễn Văn, 1671 size 2X nè, hôm nay được sale 259.000 luôn, chúc mừng chị. Đó. Rồi vậy là 1671 em còn size M với size L tầm 40kg đến tầm 58kg. Chị nào lấy mình lên đơn nhanh nhá. Thắt lưng tiếp theo em mang là TL49 giá 70.000. TL49 giá 70.000. Đó, đẹp chưa? Sang lắm luôn nè cả nhà ơi. Chị nào lấy thắt lưng này lên mã liền giùm em. TL49 kèm số điện thoại. 70.000 thắt lưng em đang mang nha cả nhà ơi. Bạn siêu to luôn, đính đá cho mình nữa nè cả nhà. 70.000 TL49 kèm số điện thoại, giá 70.000. Đầm em đang mặc 1671. Rồi chị Phương Lê 1671 luôn. Rồi cả nhà ơi, nhanh tay 1671 còn hai size cuối cùng, đó là size M, size L nha cả nhà. Nên là ai chưa đặt mình đặt liền luôn dùm em ngay bây giờ nè. Đầm này phải nó không có chê vào đâu được hết. Cả nhà cứ nhìn dùm em cái form dáng nè, mặc lên rất là gọn người luôn. Mà chất cách thái này thì mình mặc nó không có bị nhăn nhá. Và vải này thì mát lạnh cho mình nữa. Mặc đi làm, mặc đi chơi đều được. Mã cho 1671 chốt 259 thôi. Nhanh lên cả nhà ơi, còn 30 giây cuối cùng em ngưng và qua mã khác này. 30 giây cuối cùng mình được săn giá 259.000, xin là sau đó em xin phép là trở lại giá cũ là 349 rồi. Rồi nhanh lên cả nhà, chuẩn bị qua mã nè. Chuẩn bị qua mã rồi cả nhà ơi, còn ai chưa đặt nữa không? Nhanh lên các chị, 259.000 rất là rẻ rồi cả nhà. Rồi bây giờ em xin phép qua mã tiếp theo nha. Đây là 1588. Một em đầm hoa thêu nha các chị. Đây các chị nhìn giùm em, nguyên một dàn hoa thêu đã chưa cả nhà. Trời ơi xuất sắc luôn. 1588 này thì hiện tại là sẽ còn cho mình là size M và size L thôi các chị ơi. Rồi ok bây giờ còn hai size cuối đúng không? Lên chương trình sale luôn. 1588 để cả nhà ơi chốt ngay bây giờ nè. Em sale rẻ cho nhà mình trong live luôn. Rồi cho em xin một lượt chia sẻ thôi là được rồi. 1588 chốt luôn hôm nay. Từ 349.000 sale còn 219.000 luôn. 349.000 sale còn 219.000 luôn. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi? Rất là sang. Nó có co giãn nhiều và có túi hai bên. Chất vải thun dập gân và dập sóng như thế này nè cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn. Mã này cho em 1588 sẽ còn size M, size L. Độ co giãn nhiều nên 40kg đến 58kg, 59kg mặc vừa luôn. Chốt hôm nay còn 219.000. Đầm em mới mặc mã sản phẩm là 1671 đó chị ơi. Đầm vừa nãy em mặc là 1671, đang sale là vừa nãy em sale là 259.000 đó. Quá rẻ đúng không cả nhà? Cái này vừa nãy mã là 1671 nè. Trời nó đẹp tuyệt vời. Cái này các chị bỏ lỡ qua qua là quá uổng. Xuất sắc luôn.
Này các chị, hàng em may bên em có xưởng may riêng luôn, đảm bảo chất lượng xịn sò cho mình luôn, mặc làm sao là giao y chang vậy. Rồi các chị ơi, 1588 em sẽ còn cho mình hai size cuối cùng là size M và size L, thì cả nhà mình cứ tầm 40kg đến tầm 58kg, cả nhà cứ đặt hàng đi ha, rồi bên em sẽ tư vấn là chốt đơn cho mình. Mẫu này hôm nay em chốt size cho các chị có 219.000, rất là rẻ này các chị ơi, ai lấy mẫu này lên đơn liền. Thắt lưng em đang mang là TL36 nha, TL36 giá 55, TL36 giá 55.000. Thắt lưng kim loại nha, hình hai chiếc lá chạm khắc, rất là chi tiết tỉ mỉ luôn cả nhà ơi, rất là sắc nét luôn. Rồi, thắt lưng chiếc lá TL36 55.000. Đầm em đang mặc 1588. 1588 chốt ngày hôm nay cho mình chỉ có giá là 219.000 đồng thôi. Đầm này có túi hai bên form dài. Ở đây em cao 1m62, form dài là che bắp chân qua bắp chân luôn nè. Một màu duy nhất, không có màu khác nha. Rồi chị yêu là lấy mẫu này lên mã cho em 1588 kèm xin hoạt. 1588 kèm xin hỏi nhanh tay cả nhà ơi, giá sale hôm nay chỉ có là, giá chốt sale trong loa hôm nay cho các chị mình chỉ có là 219.000 đồng thôi nha các chị. Rồi ai lấy mẫu nào thì các chị lên đơn liền. Rồi bây giờ em phối thêm thắt lưng TL41 nè. TL41 55.000. TL41 55.000, thắt lưng kim loại này cả nhà. TL41 55.000. Đẹp chưa? TL41 55.000. Thắt lưng kim loại nha cả nhà, 55.000. TL41. Đây nữa nè. TL42 55.000. Đầm trắng đen. Đầm vừa nãy đúng không các chị? Đầm này là 1671 chị ạ. À, đây. Mẫu này đúng không chị? 1671. Vừa nãy em sale là 259 đó. Trời ơi rất là rẻ cả nhà. Mình bỏ qua là tiếc lắm. 1671 đó cả nhà ơi. Rồi đầm em đang mặc đây là 1588. 1588 còn size M và size L 40kg đến tầm khoảng là 58kg, vừa em sale 219.000 nha. Thắt lưng này là TL42. TL42 55. TL42 55.000. Tiếp theo. À cái thắt lưng này em thấy là phối với quần tây cũng được, quần jean cũng được nữa này. Nó kiểu nó giống như cái dây nịt vậy cả nhà, nó nhỏ nhỏ vậy này. Cái này mã gì? Mã gì ta? Chờ em xíu nha, em xem cái mã nó đã. Cái này là TL43 các chị. Thắt lưng này là TL43 nè, 55.000. Đây các chị ơi, chị nào mà mình kiểu thích đơn giản nè, đó có thể lấy cho em cái thắt lưng này. Cái này nó giống như một cái dây nịt vậy đó cả nhà. Xong rồi mình cài vô vậy nè. Áo sơ mi, quần jean, quần tây đều được. TL43. TL43 giá em chốt ngày hôm nay cho mình là 55.000. Chị nào lấy thắt lưng này lên mã cho em nha. TL43 55.000. Rồi 1688 xong chưa cả nhà ơi? Ờ 1588 đang mặc xong chưa cả nhà? 1588 đang sale là 219 nè, rất là rẻ luôn. Rồi tiếp theo thắt lưng tiếp theo là TL49 này. TL49 55.000 nè. TL49 55.000. TL49 55.000, thắt lưng kim loại đẹp quá chừng. TL49 55.000. Rồi, có cái này nữa nè. Hình cái đôi cánh TL38. TL38 55.000. TL38 55.000. Rồi TL38 luôn, đính đá này cả nhà, đẹp chưa? 55.000 thôi, quá rẻ đúng không các chị? Chị nào lấy thì mình lên đơn luôn. Nhanh tay các chị ơi. Rồi 1588 xong chưa này cả nhà ơi, shop chốt ngày hôm nay cho mình giá siêu thương luôn. Chỉ có giá là 219.000 đồng thôi đó, 219.000 đồng thôi. Lên đơn liền chị em nhé. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho nhà mình một cái mẫu đầm khác nè.
Đợi em vài giây nha. Ui lên làm xinh nè các chị ơi. Mẫu này là em cũng có cái nè. Em thì tại vì em thích màu đen lắm cả nhà. Với lại là đặc biệt là em thích những cái mẫu đầm mà nó kiểu nó xòe mà có cái tầng đuôi cá phía dưới như thế này nè. Nên là em thích lắm nên là em cũng hốt liền cái rồi. Đây là 1670. 1670 này em đang có cho mình là 4 size nhá, M, L, XL và 2X. Cả nhà ơi, hôm nay em sale lớn mẫu này nha. Bây giờ các chị ơi, trong vòng 3 phút này nếu mình chốt được á thì sẽ được sale với giá rất là rẻ, đó là chỉ có 239.000 mà thôi, thay vì là đang bán là 349. Thay vì giá bán là 349.000 đặt ngay bây giờ được chốt ngay còn 239.000 đồng. Lên mã mẫu này cho em là 1670 kèm số điện thoại cho em nha các chị. 239.000. Túi hai bên, dây khóa kéo đằng sau, phong xòe, đuôi cá. Em thích cái tà này lắm tại vì các chị đứng không là thôi đã thấy đẹp rồi. Mà đặc biệt lúc các chị bước đi nha, cái tà nó bay bay nhìn mê lắm cả nhà ơi. Cái này không có không gian để cho để đi rồi chạy nhảy cho các chị nhìn rõ, nhưng mà thực sự các chị cứ mua về các chị sẽ thấy đầm này đẹp nhất là lúc mình bước đi. Rồi, xem lại nón hả chị? Ok chị ạ. Rồi đây, 1670 đi tiệc được, được chứ chị. Đi tiệc được nha chị nha. Rồi, đây các chị ơi, mũ em có mũ 01 nè, mũ 01 nè, mũ cói, phong chuông rất là đẹp luôn. Giá chỉ có là 80.000. Mũ 01 màu kem. Và em có mũ 02 màu đen. Mũ 02 màu đen. Đó, hai màu luôn nha cả nhà. Giá chốt hôm nay cho các chị mình chỉ có là chỉ có giá là 80.000 mũ thôi cả nhà ơi. Mũ 01 màu kem, mũ 02 màu đen 80.000. Thắt lưng em đang mang TL41 nha, 55.000. Đó, phủi thêm cái thắt lưng vô cho nó thêm nhánh nhán. Rồi các chị ơi, ai lấy mẫu nào thì mình nhớ nhanh tay nha các chị. Mẫu này các chị mặc đi chơi, đi làm, đi tiệc, đi biển, đi đâu cũng được, chơi cả nhà ơi, sang lắm. Đó, phối, mình phối đồ đi tiệc cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi, chị nào lấy mẫu này thì các chị lên mã cho em nha. 1670 kèm số điện thoại cho em. 1670 hôm nay thật sự rất là rẻ cả nhà. Chỉ có 239.000. Cái mẫu này ở ngoài thực tế chị nhìn cái vải nó đẹp, tại đẹp hơn ở trên line. Nó sẽ có những cái đây này, nó sẽ kiểu như là vải von. Nó vải von và nó có họa tiết nổi lên như thế này nè. Đó, vải von họa tiết nổi luôn á cả nhà ơi, chị Lê Thủy ơi. Đó nè, vải rất là đẹp luôn nha. Ở ngoài mê lắm cả nhà ơi, nhìn nó rất là sang. Và mình được nhìn rõ được những cái phần họa tiết ở trên cái nền đen luôn. Đó, và nút này em sẽ may liền luôn nha cả nhà. Nút ngọc may liền, mình mặc dây khóa kéo đằng sau nè. Phong chuẩn đẹp, túi em may hai bên. Mẫu này cho em là 1670 nhá. Hôm nay xóa chốt cho nhà mình ngày hôm nay chỉ có 239.000 đồng thôi. Đẹp tuyệt vời luôn. Cả nhà mua mẫu này đi, mẫu này sang quá chừng. Em lại cũng có một cái rồi cả nhà, nhìn thực tế bên ngoài mê hơn ở trên like nhiều. Tại vì màu đen lúc mà lên like nhìn nó bị tối tối vậy thôi. Xuất sắc luôn cả nhà ơi, đẹp lắm. Đi chơi đi tiệc đều được. Mã này cho em là 1670 nhé. Giá em đang bán là 349.000 đồng. Và ngày hôm nay trên like mình được chốt ngay chỉ còn có giá 239.000 mà thôi. Ai lấy mẫu này thì mình nhớ chốt liền dùm em nha. Rồi, tiếp theo, mẫu tiếp theo em có là mẫu 03. Mũ 03 cả nhà ơi, 80.000 luôn. Mũ có nha cả nhà ơi, mũ 03 80.000. Mũ này thì phối nơ. Mũ 03 80.000. Rồi nhanh tay, nhanh tay cả nhà ơi. Mũ 03 một kem 80.000. Cái này các chị yên tâm mình bóp được nha. Đó, mình gấp được, nó không có bị móc. Tiếp nha. Mũ 05 65.000. Mũ 0565.000. Đó, xin chưa cả nhà. Cái mũ này rất là rẻ luôn, nhưng mà nó cũng vẫn sẽ là cái dòng cói này. Cái chị vẫn là yên tâm cho em, đang dày, đang chắc chắn, gấp vẫn được luôn cho em nha cả nhà ơi. Đó, phối với thêm một cái đa da như thế này nữa nè. Đó, cái vành thì vành này nó sẽ nhỏ hơn so với cái 0102 kia. Đó, đây. Nhưng mà độ vô rất là sang, chị chung luôn nha cả nhà. Lên mã mũ này cho em là mũ 05. Mũ 05 này em còn màu đen không ta? Đợi em một xíu. Mũ 05 này em hết màu đen rồi.
Đợt vừa rồi em có màu đen nữa mà hết hàng màu đen rồi cả nhà ơi. Đẹp lắm. Cái này có 65 ngàn thôi. Còn cái chị mà kiểu như thích mà nó đây. Thích mà kiểu như dòng cói mà nó kiểu như là tại sao ta nó tự nhiên hơn nữa thì nó là đây cái chị ơi, mình chọn cho em mũ 13 này. Dòng cói này nha các chị, sẽ được đan thủ công luôn nha cả nhà. Đan hết như thế này, đan thủ công như thế này luôn. Đó, các chị nhìn giùm em. Nó sẽ không phải là may đâu cả nhà. Đó. Xuất sắc cho các chị. Mũ này là mũ 13. Mũ 13 rất là chất luôn. Mũ 13 giá 130 ngàn thôi. Mũ 13 giá 130 ngàn. À, đồng 1670 này màu khác hả chị? Cái này thì em... nếu mà nói về chất này, kiểu này thì... nếu nói về kiểu thì cũng có kiểu khác. Nhưng mà nếu mà nói chất vải này thì không có màu khác chị nha. Chất vải này là có một màu này thôi. Chị Lệ Thủy ơi, bình thường chị mặc size gì á chị? Đây này, em có mẫu này, mẫu mới về nữa nè. 1696. Đây chị, nó có hoa như thế này. 1696 hàng mới về luôn. 1696 này chị. Đó, nó cũng tà vậy nè. Chất von. Rồi, các chị ơi, nhanh tay lên nào. Chặn tay là hết ngay. À, đây. Các chị ơi, em sẽ có cho mình mẫu này nhé. Kiểu giống vậy luôn, họa tiết khác. Mã này cho em 1685. Ôi, mẫu này thì bán siêu chạy hàng rồi. Mà bây giờ hiện tại để em xem coi nào, 1685 còn cái gì. Em lên sale tặng cho mình luôn. Rồi, cả nhà ơi, đúng 3 cái cuối cùng xem mở rồi. Cái này bình thường bán siêu chạy hàng luôn nha các chị. Bây giờ là hôm nay còn có 3 cái mờ, em sale đồng giá luôn mẫu này đi ha. 239 ngàn luôn. Các chị lấy mẫu này chốt liền đi cả nhà. 1685. 1685. 239 ngàn. Nhanh tay các chị ơi. 1685 239 ngàn. Này thì nó sẽ là thuộc dòng mà von mà phối chỉ ánh kim như vậy nè. Xuất sắc luôn, mê. Đẹp lắm cả nhà ơi. Cái này em cũng có một cái luôn. Có túi hai bên luôn. Đây, tà của nó đây cả nhà. Đẹp chưa? Đó. Xuất sắc cả nhà ơi. Lên mã cho em mẫu này 1685 và em chỉ còn 3 cái sale mừng cuối cùng, sale luôn 239 ngàn. Chưa bao giờ sale giá này luôn cả nhà. Tại đầm này em bán rất là chạy hàng cả nhà ơi, bán 349 không ạ. Hôm nay em chốt luôn nha, 239. Lên mã cho em 1685 kèm điện thoại đây các chị. 239 ngàn, 1685. Xem lại 1688 mà chị. 1688. 1688 tự nhiên em bị mất trí nhớ này ta. 1688 là cái gì ta? Nhớ rồi. 1688 là đầm chấm bi. Một sáu tám tám, nãy em sale bao nhiêu ta? Như nãy em sale khoan để em xem lại, hình như hồi nãy em có sale mẫu này. Em sale mẫu này bao nhiêu này? Hình như sale 299 đúng không các chị? 1688. Rồi được rồi, bây giờ nhá. Cả nhà ơi, nhanh tay lên. Mẫu này siêu đẹp đó. Đáng lẽ là em ngừng sale rồi đó. Nãy là em sale 299 một cái giá rẻ chưa từng có luôn. Nhưng mà các chị ơi, bây giờ nha, chị nào ưng mẫu này chốt nhanh luôn đi. Em sẽ lên thêm cho mình 2 suất nữa với giá 299 này thôi nha cả nhà. Các chị ơi, nhanh tay đi cả nhà, siêu phẩm đấy, không đùa được đâu. 1688 rất là chạy hàng đó. Và hôm nay là em sẽ dành thêm 2 suất nữa thôi nha. Em không chốt nhiều được nha cả nhà. Mẫu này hôm nay mình được chốt ngay 299 ngàn. Mã cho 1688, form dài đẹp, hàng ren xịn luôn, co giãn nhiều, 40kg đến 75kg vừa. Rồi, chất này của nó là chất ren. Chất ren đó chị ơi. Ren mềm luôn. Ren hoa như thế này, chấm bi nè. Và co giãn 4 chiều luôn. Chất vải mỏng manh nhưng mà lại dai và chắc nha cả nhà, rất là bền luôn. Không có bị xù lông đâu nha các chị, mình nhìn giùm em, không có xù một chút nào hết luôn. Các chị ơi, đầm em mặc la là các chị biết rồi. Một ngày em kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống cả chục lần nha các chị. Và ngày nào cũng như ngày nào hết. Các chị nhìn giùm em, hàng trend các chị bình thường mà các chị mua á,
Nhiều khi á các chị ơi, nhiều khi người ta may cho mình những cái hàng ren mà nó kém chất lượng thì nó rất là dễ bị sụt. Nhưng đến với shop em nha các chị, hàng ren này bên em bao cho mình luôn xịn luôn. Cả nhà thấy không? Mặc hoài mặc lai này các chị, không xù một miếng nào hết nha, không có bị sơ sức phạm một chút nào hết luôn. Chất lượng nha cả nhà, đầm này em bán 399 ngàn, em chốt cho mình chỉ có 299 ngàn đồng. Em dành đúng hai suất nữa là em ngưng rồi nha. Hai suất nữa thôi em không chút nhiều được nha cả nhà. Có túi hai bên luôn, mã cho em 1688. Chị Nguyễn Văn ok luôn. Rồi các chị ơi nhanh tay nhé. Chị Lệ Thủy cao 1m55, 49kg, mình mặc tầm size á, size M hoặc size L vừa luôn á chị Lệ Thủy ơi. Đó, chị có số đo vòng eo không? Có gì mình cho em thêm số đo vòng eo. Với lại chị lấy mẫu nào cứ comment mã dùm em để bên em tư vấn kỹ càng cho mình. Rồi các chị ơi, thắt lưng TL41 55.000. Ai lấy thắt lưng lên mã luôn cho em nhé. TL41 55.000. Đầm 1670 hôm nay sale rẻ là cả nhà ơi. 1670 hôm nay sale có 239.000 nha tay. Còn đây 1685. Trời ơi đầm này đẹp mà chị nào bỏ lỡ là tiếc nha. 1685 von nha. Von gân ánh nhũ nha. Em còn 3 suất, 3 cái cuối cùng size M. Nhưng mà size M này thì 40kg đến 58kg mặc được, tại vì form này thoải mái nha. Chị nào đang mặc size L thì lấy xuống size M mặc ok luôn. Mặc ok luôn tại vì eo nó 78 chị xuống vừa luôn. Lên mã cho em 1685 kèm số điện thoại, giá sale 239.000 luôn. Chấm bi còn đủ size. À không, để em xem thử ấy. Em quên rồi. Xin lỗi chị, để em xem lại nhé. 1688. Ok, chấm bi đủ size chị ạ. Đúng rồi, chấm bi đủ size hàng mới mà. Hàng mới đủ size chị ơi, đầy đủ size cho mình. Từ M đến 2X, 40kg đến 75kg mặc vừa luôn. Cả nhà cứ đặt đi. Em còn một suất nữa với giá 299 thôi đó. Còn lại là em xin phép bán lại là 399.000. Em 90 bao vừa luôn chị, thậm chí em 100 vừa luôn. Em 100 lẻ mấy vừa luôn. 1688 đừng có lo cả nhà ơi, nó coi giảm nhiều giảm size mặc được nhá. Các chị có thể giảm size so với size bình thường các chị mặc vẫn ok, tại coi giảm rất là tốt nha cả nhà. 1688 chốt giá 299.000. Em còn một suất nữa. Rồi. Size shop không làm cổ thiết kế khác chút. Em ơi dạ. Ok chị Nguyễn Văn nha. Sắp tới bên em sẽ có thêm những cái thiết kế cổ khác cho nhà mình nha cả nhà. Các chị chịu khó đợi nhé. Rồi, cả nhà ơi, đây. Các chị mình thích kiểu cổ như thế nào mình cũng cứ nói cho em biết được không ạ? Đó, các chị thích kiểu cổ như thế nào để mai mốt bên em may theo ý kiến các chị mình luôn. Nha các chị. Đó. Cả nhà cứ góp ý bên em sẽ tiếp thu hết nha cả nhà. Áo vàng em đang cầm có eo 90 không? Áo vàng. Áo vàng, cái áo vàng nè chị ơi em không, cái này là màu 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 rượu nho mà. Cái này là em còn size M nha, eo 78 trở xuống vừa luôn. Rồi dạ rồi ok chị Nguyễn Văn nha, nếu mà chị thích kiểu này thì chị cũng cứ báo em nha, để có gì mai mốt em may luôn. Hiện tại đang cầm trên tay rồi. Cái này mẫu này cho em 1685, em sẽ cho mình là 239.000 nha cả nhà. Rồi đây tiếp tục nè. Đây em còn cái này nữa. Trời ơi. Các chị ơi, nè, đẹp lắm, 1686 luôn. Em còn một cái M nữa. Em còn một cái M nữa nha cả nhà ơi. Rồi em chốt luôn đồng giá luôn đi, 239 luôn. 1686 còn đúng một cái thôi chốt luôn chứ chưa bao giờ mà em sale giá 1686 mà 239 cả, em nói thiệt luôn. Chưa bao giờ hết nha cả nhà. Thực sự luôn, đầm này em bán siêu chạy hàng đó cả nhà. Mình nhìn giùm em. Rất là đẹp luôn nha các chị. Nó hôm nay là còn đúng duy nhất, sắp còn lại một cái cuối cùng thôi. Em sale tặng cho mình luôn 239.000. Lên mã cho em 1686 kèm số điện thoại luôn. Size M. Size M này các chị ơi, eo 74, eo 78 chị xuống vừa luôn. Ai đang mặc size L lấy xuống size M mặc được luôn. Đẹp nha. Một cái cuối cùng thôi nha cả nhà ơi. Nhanh tay chốt liền đi các chị. Đó, ai bỏ lỡ rất là tiếc nè. Đẹp lắm. Cái này là mẫu kiều cũng hốt một cái nè. Đó, yên tâm đi cả nhà ơi, cái này ở ngoài nó mê lắm, tại vì nó sẽ là von và phối chị em kia như thế này nè. Còn một cái cuối cùng hết 2X luôn rồi chị Xuân Nguyễn ơi, cái mẫu này cháy hàng cực kỳ nhanh. Bây giờ em chỉ còn có size M thôi, một cái cuối cùng luôn á, 239.000 á. Do còn một cái nên em để lại cho mình giá 239, chứ cái mẫu này bình thường mình mua 349, 399 không à cả nhà ơi. 1686 nhanh lên cái chị nào lấy mình lên đơn liền. Chị nào lấy mình lên đơn liền dùm em ạ, nhanh tay cả nhà ơi. Để em nhập vô số lượng 1686 thêm cho mình. Rồi bây giờ em qua mẫu tiếp theo nha.
Đây em đang thêm cho mình đầm ren 1643. Đây 1643. Mẫu này thì là dòng ren mềm luôn cả nhà ơi, mặc rất là thoải mái luôn nha các chị. 1643 này em đang có cho nhà mình là 4 size luôn nhé. M, L, XL và 2. Ồ không không, để em xem thử từ đã. Từ 1643. Còn size gì ta? Ok, đủ size. Đúng rồi, đủ size. Rồi ok, là lên chương trình sale 1643 trên line nè các chị. Rồi 3 phút đặc biệt cho mình chốt được ngay. Giá rẻ 1643 cả nhà ơi, 219.000 đồng ngay lúc này luôn. 219.000 đồng luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi, lên mã liền cho em nha, 1643. Các chị nhìn em cái form đi. Cái form cả nhà ơi, mặc lên nó rất là gọn, nhìn nghiêng, nhìn trước, nhìn sau. Cả nhà thấy không? Mặc lên một cái form đầm nó gọn dáng vô cùng luôn. Như đo may riêng cho mình luôn. Có túi hai bên, cái mẫu này may cho mình cái bạn eo to là các chị mặc lên nó ôm dáng gọn người lắm. Phần cổ bên em may cổ vuông tim như vậy ha, vừa sang vừa sáng khuôn mặt mình luôn. Và cái màu ren được phối màu giữa trắng, tím, cam, đen nè cả nhà ơi. Quá đẹp ha. Rồi, mẫu này em chốt ngày hôm nay 1643 được sale giá là 219.000 đồng. Em đang có đầy đủ size nhé, từ M cho đến size 2XL luôn. 40kg đến tầm khoảng là 68kg có size vừa. Chị yêu nào lấy mẫu này thì mình nhớ nhanh tay đặt hàng ngay bây giờ để được hưởng giá sale nè cả nhà ơi. 1643 kèm số điện thoại luôn. Nhanh lên các chị ơi, đẹp quá chừng nè. Hôm nay sale rẻ sập sàn luôn. Rồi thắt lưng em đang mang là TL50, giá sale là 70.000 thắt lưng em đang mang nha cả nhà. TL50 70.000. Rồi đầm em đang mặc. Đầm em đang mặc mã trên là 1643, hôm nay sale giá 219. 1643 sale giá 219.000 đồng. Từ 40kg đến tầm khoảng là 68kg có sale vừa luôn. Chốt liền giùm em nha cả nhà ơi. Nhanh tay các chị. Rồi TL50 70.000. Tiếp theo em lên cho mình thắt lưng. Đây, thắt lưng màu đen, có màu đen nữa nè. TL49 màu đen 70.000. Đó, cái này thì nó là bản siêu to luôn và nó sẽ có phối với đính đá, bản khóa kim loại như thế này, sang lắm. Rồi, ai lấy thắt lưng này thì lên mã cho em nha. TL49 giá 70.000. Đầm em đang mặc 1643 sale giá 219. 1643 sale giá 219.000 đồng, từ 40kg đến tầm khoảng 68kg phát sale vừa. Đẹp quá chừng luôn cả nhà ơi, nhanh tay nhé. Mũ 13 giá 130. Mũ 13 giá 130.000. Mũ 13 130.000, nhanh tay nè mẹ nha. Mũ 13 130.000. Tiếp theo mũ 05. Mũ 05 này có 65.000 thôi. Đó, mũ 05 giá 65.000, đẹp lắm. Sang cực kỳ luôn. Đó, chị yêu nào lấy mẫu này nhanh tay nha mẹ nha. Túi. Mấy chị ơi, túi 01. Túi 01 nè cả nhà ơi, giá 150.000. Túi 01 150.000. Túi cói nha cả nhà ơi. Đó, được đồ thoải mái, đi làm, đi chơi, đi du lịch. Sử dụng được hết và không hề kém tuổi, kiểu và màu sắc của nó trẻ trung, dễ mang ha cả nhà và dễ phối đồ. Rồi túi 01 giá 150.000. Em có dòng túi cói và được đan thủ công nữa. Đây cả nhà ơi. Túi này lên mã cho em là túi 04 giá 175.000. 175.000 cả nhà ơi. Đây bên trong có túi phụ và cái này các chị mình dây rút nè. Đó, có dây rút cho các chị mình luôn. Lên mã liền nha cả nhà ơi, túi 04 kèm số điện thoại cho em, chốt giá chỉ có 175.000 thôi. 175.000 thôi nha cả nhà. Đan rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra em có cho mình túi này nữa nè. Trời ơi, cái túi này thì sale cực rẻ luôn. Túi 03 giùm em nha các chị ơi, túi 03, túi chám trần, quai da và có nút 500. Khoang rất là rộng như thế này luôn. Túi 03 giá 85.000. Túi 03 85.000 thôi. Chị nào lấy túi 03 lên mã luôn. Nhanh nào cả nhà ơi, túi 03 85.000. Túi 03 85.000. Túi 03 85.000 nha. Rồi nhanh lên cả nhà, cái này thì chống nước rất là tốt rồi cả nhà. Đó thì tại vì ở ngoài là lớp vải dùi cho mình luôn ha. Túi 03 85.000. Rồi mũ 05. Mũ 05 65.000.
Đầm em đang mặc 1643 size 219 đầy đủ size từ M cho đến size 2XL nè. 40kg đến 68kg có size vừa. Ai lấy mẫu này mình nhanh tay lên đơn hàng ngay lúc này cho em là cả nhà ơi, đẹp tuyệt vời. Ren mềm co giãn. Cả nhà thấy đó, một cái đầm này các chị mặc lên một cái một là nó ôm dáng người liền nè. À. Các chị thấy không, cái đường phần lưng của mình nó ôm eo, nó ôm đến cái phần mà phần cúc cái chỗ gãy lưng này cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Mình mặc lên thì tạo cảm giác cái phần eo của mình nó nhỏ hơn và nó đẩy lên cái phần ngực của mình to hơn và cái phần mông của mình to hơn. Đó, nó tạo cái dáng cho mình rất là gọn luôn cả nhà ơi. Lên mã cho em mẫu này là 1643 sale giá là 219.000 thôi nhé. Rồi tiếp tục nè, em qua thêm cho nhà mình một cái mẫu tiếp theo nữa nè. Đợi em vài giây nha cả nhà. Đây, lấy mã mẫu này cho em là 1667. Trời ơi, cái màu nó đẹp. 1667. Mẫu này sẽ còn hai size nha các chị, size M và size L. Thì tầm 40kg đến tầm khoảng là 58kg mình sẽ có size vừa. Rồi, hôm nay 1667 lên chương trình sale cho nhà mình nha. Các chị ơi, hôm nay thì cũng còn ít rồi. 1667 em lên chương trình sale mẫu này. Các chị nhìn trước cho mẹ cái form đầm đi. Đẹp chưa? Sẽ tà luôn, hai lớp luôn. Cái này đã có túi luôn nha cả nhà. Đó. Hôm nay chốt luôn nha. 249.000 thôi. 1667, chị yêu nào lấy mẫu này nhớ lên mã liền luôn giùm em. 1667 kèm xin hoài, đẹp lắm. Chất vải là này là chất cách thái, mềm êm và mặt rất là mát. Túi mê hai bên, trời cái màu thấy mê quá. Màu đẹp quá trời đẹp luôn á các chị ơi. Mã 1667 nha các chị. Cái này thì 40kg đến tầm khoảng 57 hoặc 58kg mặc vừa. Em phối thêm một cái thắt lưng mã TL53. TL53 là 55.000. TL53 là 55.000 nha cả nhà. Rồi 1667 size M size L cả nhà. Sale 249 thôi, đẹp quá à. Cái mẫu này các chị ơi, đẹp nhất là lúc mình bước đi. Nha các chị, khi mình bước đi cái tà váy nó sẽ bay. Khi mình bước đi tà váy nó bay như vậy nè. Đó, cái phần sẽ tà này nó sẽ hứng gió. Nó hứng gió xong nó bay lên. Nhìn thôi là mê đắm lòng người luôn. Bên trong là có lót rồi nha cả nhà, lót thun cô tông bên trong rồi nha. Nên là mình yên tâm, cũng không có sợ bị lộ đâu nha các chị. Ở trên thì em sẽ may một lớp. Cái này thì là vải này nó không xuyên thấu nên là may một lớp thoải mái cho em luôn nha các chị, không có bị xuyên thấu và mành mặt nó mát. Mình cảm nhận được cái chất vải của nó nha các chị. Chất cách thái này cả nhà mua thử một lần đi, đảm bảo là mềm mát, mát lạnh luôn và không có bị nhăn nhầu, không chảy nhão vải, không có sù lông luôn. Rồi, lên mã cho em mẫu này là 1667 và kèm xuyên thoại. Ngày hôm nay shop sale cho các chị mình chỉ có 249.000 đồng thôi nhé. 249.000 đồng size M và size L nhé. 40kg đến tầm khoảng 58kg các size vừa, đẹp quá chừng luôn. À, cái này phối thêm một cái mũ 03 là hợp nè. Phối thêm cái mũ 03 hợp nè. Mũ 03 80.000. Mũ 03 80.000. Rồi, thêm cái túi 04 nữa. Trời ơi, đi du lịch, đi biển xuất sắc luôn. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này lên mã thì dùng em 1667 nha. Thắt lưng em đang mang là TL53. TL53 giá em chốt ngày hôm nay TL53 là giá là 55.000. Rồi mũ 03 80.000. Mũ 03 80.000 nha cả nhà. Dòng mũ có xịn luôn, hàng loại một cho em, dày dặn đan chắc chắn cho mình nè cả nhà ơi. Rồi có thể mình gấp lại được luôn. Rồi túi là túi 04 giá 175. Túi 04 giá 175 nha cả nhà. Mũ thì là mũ 03 giá 80. Trời ơi, đầm đẹp chưa? Còn size M và size L thôi nha cả nhà. Hôm nay em sale cho nhà mình là 249.000 thôi. 349 sale còn 249.000. Ai lấy mẫu này thì mình chốt ngay bây giờ cho em luôn. Eo 80.
Eo trên 80 mình mặc tùy mẫu nữa chị. Nếu mà trung bình thì tầm khoảng là size XL hoặc 2X nha chị ha. Mẫu nào mà không co giãn thì mình mặc 2 2XL. Còn mẫu nào co giãn thì mình mặc size XL vừa chị Nguyễn Bình nha. Rồi. 1667 xong chưa các chị ơi? Hôm nay sale cho mình rất là rẻ, chỉ có 249.000 thôi, một em đầm maxi. Mặc đi dạo phố, mặc đi cà phê, đặc biệt là mặc đi du lịch, đi biển là hết nước chấm luôn. Rồi, túi 04 giá 175. Nhanh tay cả nhà. Bây giờ em sẽ qua thêm cho nhà mình mẫu khác nha, đợi em một chút nha. Rồi, lên một mẫu đầm này nữa, coi giãn siêu tốt. Đây là những cái mẫu này là cả nhà mình có thể giãn size mặc vẫn được nha cả nhà, vì độ co giãn của nó siêu nhiều luôn. Lên sườn xám mà chị, rồi tí nữa em sẽ lên sườn xám cho mình nha. À rồi, chị Nguyễn Bình ơi, chị gửi hình cái mẫu trên. Hiện tại em đang like trên này thì em đọc comment không có nhìn thấy hình được của mình ấy chị. Tí nữa mấy bạn kiểm tra rồi mấy bạn trả lời mình sau chị Nguyễn Bình nha. Rồi bây giờ nha các chị ơi, em sẽ phối cho mình thêm một cái thắt lưng TL49 nha. TL49 giá 70.000. Đầm em đang mặc mã là 1704. 1704 đầm này cả nhà nhìn giùm em, form của nó là form dài luôn nha, dài đến phần cổ chân như thế này. Túi may hai bên luôn, độ co giãn. Trời ơi, co giãn vô địch. Có giãn vô địch cả nhà ơi, có giãn nhiều lắm. Nên là 70-75kg cứ thoải mái đặt hàng cho em luôn. 1704 hàng mới về, em đang bán giá 349.000 đồng. Nhưng bây giờ trong vòng live này em dành 3 phút được không ạ? Mình được chốt ngay đầm này 259 thôi, 259.000 đồng. Nhưng chị chốt ngay đúng lúc này, không áp dụng qua mẫu hoặc là tách live. Bây giờ chị yêu nào lấy mẫu này chốt nhanh cho em nha. 1704 nha, 1704 kèm số điện thoại. Trời ơi, cái đầm này các chị ơi, mặc nó mát rượi luôn á. Nó mát mà mát lạnh luôn cả nhà ơi, đã lắm. Các chị mua thử đi, mặc là ghiền luôn. Em nói thiệt, mẫu này á, có mấy chị là lấy luôn hai họa tiết luôn ạ. Em thấy rất nhiều chị khách là mua một cái xong về mua thêm cái nữa rồi đó cả nhà. Bây giờ mình mua thử đi, em nói thiệt là mê. Hôm nay shop sale cái giá này để mình có thể có cơ hội được trải nghiệm cái chất vải này nha cả nhà. Thun IT Hà này mặc ghiền luôn cả nhà ơi, đã lắm. Đây, họa tiết lá lên mã trên là 1706. Họa tiết lá là 1706, còn họa tiết là nụ hoa là 1704 nha cả nhà. Toàn em thấy toàn mấy chị khách là mua một cái xong mua thêm cái nữa không ạ. Nên hôm nay các chị tranh thủ đi. Giá này rất là rẻ, 259.000 thôi. Trong khi bình thường em bán bao nhiêu ạ? 349 cả nhà ơi. Chất IT hàng, hàng xịn cao cấp loại 1 luôn nhá. Một lớp nhưng mà cầm rất là nặng tay. Và phải nói vải nó mát rượi luôn nha cả nhà. Chỉ có 259.000 một cái giá cho mình trải nghiệm. Giá siêu hồi luôn, nhanh lên cả nhà ơi. 40kg đến 75kg bao vừa cho em ạ. Rồi 1706 thì 1706 thì nãy em có mặc rồi. Họa tiết chiếc lá giá 259. Và bây giờ em lên sale thêm cho mình cái em đầm này luôn, là 1704 cũng 259.000 đồng luôn. 40kg đến 75kg mặc thoải mái, mặc vừa cho em luôn. Lên đơn nhanh chóng cho em nào cả nhà ơi. Nhanh tay nha các chị, chuẩn bị em qua mẫu khác là em sẽ ngưng sale mẫu này đó. Nên là chị yêu nào lấy mẫu này thì các chị nhớ đặt liền luôn dùm em ngay bây giờ, kẹo hết chương trình sale là tiếp nha. TL52 em đang mang, giá chốt luôn 55.000. TL52 55.000. Rồi các chị ơi, chị nào lấy thắt lưng chốt luôn nha các chị. TL52 có 55.000 thôi nè. TL52 55.000 là cái này sẽ có 3 màu cho mình lựa chọn luôn nha. TL31 màu đen, TL30 màu nâu, TL31 màu đen, TL30 màu nâu. Đẹp lắm, đẹp lắm cả nhà ơi. Đính đá đính ngọc luôn. 31 màu đen, 30 màu nâu, cũng 55.000 luôn. Cái màu kem là TL52. TL52 55.000 luôn. Đẹp sang và rẻ. Xài bao bền luôn. Đó, xài bao bền luôn cả nhà ơi. Eo ao cũng vừa hết. 55.000 thôi, nhanh tay lấy thắt lưng liền nha các chị. Rồi,
Đầm em đang mặc 1704 chốt sale 259 ngàn nè. 40kg đến tầm khoảng là 70kg có size vừa, 75kg mặc vừa luôn. Chị yêu nào lấy mẫu này nhanh chóng lên đơn liền ngay bây giờ nha. Để chốt sale cho các chị, mẫu này sang quá chừng sang luôn. Quên em chỉnh lại cái cổ một chút. Chỉ là cái cổ chút nha các chị. Các chị ơi, cái phần cổ này bên em sẽ may là cổ đắp chéo như thế này đúng không? Và nếu có một số chị thì mình lại thích mặc kín đáo hơn một chút nữa. Thật ra cái này thì cũng kín rồi, nhưng mà ai thích kín hơn nữa, mình tùy chỉnh được nhá. Mình có thể chỉ cần nhíp chị một cái thôi, nhíp nhẹ một cái ngay đây cho em cái là thôi cố định luôn rồi. Không có sợ hở, không có sợ gì hết nha cả nhà ha. Còn không thì mình để vậy cũng vừa rồi. Ok, rồi bây giờ chuẩn bị em qua mã rồi, còn chị nào chưa đặt nữa không? 1704 chốt ngày hôm nay cho mình là 259 ngàn đồng thôi nhé. 40kg đến 70-75kg có xe vừa. Vải này mặc là phải nói luôn, nhiều khi thiếu điều mới mặc nó đi ngủ luôn cả nhà. Trời ơi, nó mát lạnh đã lắm. Cả nhà nên mua thử nha. Rồi, nhanh tay bây giờ em qua xem cho nhà mình một cái mẫu tiếp theo nhé. Bây giờ em lên làm body đi. Nãy giờ lên xòe. À quên, lên sườn xám chứ nhờ. Rồi ok, em lên sườn xám nha. Thể theo yêu cầu nè. Chờ em một chút nha. Đây. Đây là 1654 nha các chị. Cái này nó coi giãn siêu tốt luôn cả nhà. Trời ơi đã nha. Cái này thì em sẽ còn hai size cuối cùng, đó là size XL và size 2XL. Lên mã mẫu này là 1654 nha cả nhà ơi. Và mẫu này bình thường em bán là 349 ngàn. Hôm nay nó còn ít lắm. Hôm nay nó còn có 7 cái XL và 7 cái 2X thôi. Sườn xám chuẩn bị cháy hàng rồi nè cả nhà ơi. Cái mẫu sườn xám nào cũng gần hết hết trơn á, nên là chị nào thích sườn xám phải đặt liền. Bây giờ nè, 1654 nha, còn ít thì hôm nay em sale rẻ luôn nè. Cả nhà chốt đi. Hôm nay em sale cho mình mẫu này bây giờ em chốt cho mình nha. 229 ngàn thôi. 229 thôi. Cũng còn có 7 cái XL với 7 cái 2X thôi, nên là hôm nay sale rẻ luôn. Rồi các chị ơi lên đơn luôn nha. Gần hết hàng rồi, 1654 đi các chị. 229. 1654 229 ngàn, đẹp lắm. Coi giãn nhiều mà cái này không có bị ngứa đâu nha. Cái mặt vải bên trong nó êm lắm. Rồi có nút này là nút ngọc, đóng chặt luôn rồi, mình không có sợ bị bung đâu. Giặt được hết. Rồi giặt là không có bị bung chắc gì hết và may liền rồi. Mặt là có dây khóa kéo đằng sau cho em. Trời ơi, sang lắm cả nhà ơi. Cái này nó sườn sáng thì chắc chắn là sẽ có sẻ tà hai bên rồi nha. À có một số chị thì thích sẻ ngắn hơn đúng không? Chị nào thích sẻ ngắn hơn về mình may lại giùm em. Mình nhíp lại giùm em cái ngay đây nha cả nhà. Đó. Rồi, ai lấy mẫu này lên mã cho em 151654 kèm điện thoại luôn. Sườn sáng này lên form đẹp lắm. Nó tôn dáng cả nhà ơi. Xuất sắc luôn. Rồi cái mẫu này hôm nay em chốt nha, 229 thôi. Ai lấy mẫu này lên mã liền nha, em còn size XL và size 2X nha. 229 ngàn. Lên mã này, mẫu này là 1654 kèm số điện thoại nha các chị. 229. Coi giãn rất là nhiều. Đó. XL và 2X thì tầm khoảng 68kg chịu xuống mặt vừa luôn. 1654 ok chị Hồng Hoa. 229 ngàn quá rẻ cả nhà ơi. Chưa bao giờ sale rẻ như ngày hôm nay luôn á. Nhưng mà nói chung thì cũng còn có mỗi size còn có 7 cái thôi, không có nhiều. Nên là hôm nay em lên chương trình sale lớn cho nhà mình. Chị yêu nào lấy mẫu này nhớ đặt hàng liền nha. 1654 kèm số điện thoại. Trời ơi sang chưa. Sườn sáng sẽ tà hai bên như thế này nha. Ai mà thích mà sẽ ít hơn về mình nhíp lại. Còn không thì mình để như vậy. Rất là đẹp cả nhà ơi, nhìn nó kiểu nó chân nó dài á. 1654 nha cả nhà, 229, 229 ngàn. Rồi các chị ơi. Cảm ơn các chị đã theo dõi like của em và đến giờ phút này nha. Và em hẹn gặp lại các chị vào các bài like khác nha cả nhà. Đó, cả nhà nhớ bấm thông báo phát livestream trực tiếp, để khi nào like thì Facebook sẽ thông báo mình vào mình săn sale luôn nha cả nhà ha. Shop em ở quận 7 với chị Hồng Hoa ơi. Các chị cứ yên tâm đặt hàng đi, đợt này thì shop giao cũng nhanh lắm. Nếu mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều khi là 1-2 ngày.
một ngày cũng có hàng rồi. Còn các nói chung là các cái tỉnh miền Nam á thì tầm khoảng 1 đến 3 ngày có hàng. Ở ở ngoài, ngoài Bắc thì tầm khoảng 2 đến 4 ngày có hàng nha cả nhà. Rồi, xong chưa cả nhà ơi? Rồi vậy bây giờ hôm nay like này tới đây nha các chị. Em hẹn gặp lại các chị vào, có thể nếu mà rảnh thì tối nay em like tiếp cho mình. Đó, không thì cố gắng em sẽ cố gắng tối nay em like tiếp. Cả nhà nhớ đón theo dõi nha. Rồi, chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Bye bye các chị mình nha.